bắt đầu kiếm là đồ của bác đấu tinh quân lưu lại trước khi thành công đạt được vị trí tháp chủ nhất vân tạm thời không muốn lấy ra bởi vì một khi lấy ra sẽ làm người ta cảm thấy hắn vận khí tốt dựa vào truyền thừa mới đạt được vị trí tháp chủ không có dựa vào thực lực đạt được vị trí tháp chủ làm người ta tin phục lại nói sau khi dựa vào thực lực đạt tới vị trí tháp chủ khi đó hắn mang trí bảo truyền thừa ra sẽ có sức thuyết phục hơn không sử dụng bắt đầu kiếm mặc dù sẽ giảm xuống một bộ phận thực lực nhưng nhất vân cũng không sợ hãi bằng vào chín loại thiên phú vừa gia tăng cùng hai thiên phú top 10 nguyên khí sư, võ đạo sư, cho dù đối phương là tiên quân cũng có thể đánh chết. Trường kiếm, ta có một thanh, chỉ là nửa bước tạo hóa tiên khí, trước cho mượn ngươi dùng đi. Quỳnh nhai trưởng lão lấy ra một thanh trường kiếm. Tốt, là nó. Đôi mắt nhiếp vân sáng ngời. Thanh kiếm này so ra còn kém bắc đầu kiếm, nhưng hàn quang bắn ra khắp bốn phía, là một thanh hào kiếm hiếm có, cũng có thể gia tăng thực lực của hắn, sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa thanh kiếm này của ta tên là hàn quang cũng không sợ ngươi chê cười năm đó sau khi đạt được nó vẫn không cách nào luyện hóa cũng chưa từng dùng qua cho ngươi cũng không thành vấn đề chỉ ừ. sợ ngươi sử dụng không cái gì đừng nói với ta ngươi đã luyện hóa quỳnh nhai trưởng lão đưa thanh kiếm qua nàng cười khổ lên tiếng nàng còn chưa nói xong đã thấy hàn quang kiếm chấn động nhẹ nhàng và bị nhiếp vân thu vào cơ thể bảo vật chỉ có bị triệt để luyện hóa mới có thể tương dung với cơ thể Bị thu vào trong cơ thể, nàng không thể luyện hóa hàn quang kiếm, hiện tại trong tình huống chưa nói xong một câu đã thấy người ta luyện hóa nó. Nàng vừa nhìn thấy cảnh này liền có cảm giác sụp đổ. Ách, chui kiếm này này là trường kiêm thuộc tính băng hàn, vừa vặn ta có thiên phú hàn băng cho nên, trùng hợp mà thôi. Nhất Vân nói. Xem ra thanh kiếm này vô duyên với ta. Quỳnh nhai trưởng lão không nghĩ tới xuất hiện tình huống này, nàng cười khổ lắc đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, đôi mắt sáng ngời. Đúng rồi, ta nhớ tới một sự kiện. Thanh hàn quang kiếm này, ta lấy được bên trong hỗn độn hàn băng chỉ. Chỉ là một thanh tử kiếm, nghe nói, còn có một thanh mẫu kiếm ẩn sâu trong đó. Thực lực của ta quá yếu, bản thân không có thiên phú hàn băng sư cho nên không thể tiến vào bên trong. Nghe nói, mẫu kiếm có được quy lực tạo hóa tiên khí, nếu như người có thể lấy được sẽ gia tăng thực lực rất lớn. Hỗn độn hàn băng chỉ, cách đây xa không? Vài ngày có thể tới không? Đôi mắt nhiếp vân tỏa sáng, hắn có được thiên phú thiên thủ sư tính linh xảo không cần nhiều lời hoàn toàn có thể tâm phân nhị dụng hai tay dùng hai thứ khác nhau trước kia chỉ có một thanh bắt đầu kiếm cấp bậc tạo hóa tiên khí cho nên không thể phát huy năng lực này nếu có thể lần nữa tìm được một thanh tạo hóa tiên khí hai tay sử dụng kiếm thực lực hoàn toàn có thể gia tăng gấp đôi cách nơi này phi thường xa lúc đầu ta có lưu truyền tống trận lại có thể trực tiếp đi qua nếu tốc độ nhanh có lẽ thời gian ba ngày sẽ kịp quỳnh nghe trưởng lão cười nói Vậy thì tốt, chúng ta lên đường đi. Nhìn xem có thể lấy được mẫu kiếm hay không. Nội tâm nhiếp vân đại động. Việc này, Quỳnh Nhai không nghĩ tới hắn nôn nóng như thế, lúc này nhìn sang đám người an kình trưởng lão, trong mắt mang theo ý hỏi thăm. Muốn đi thì đi nhưng trong ba ngày mặc kệ có thành công hay không nhất định phải trở lại. An kình trưởng lão do dự vẫn gật đầu. Tu luyện giả tối kỵ nhất trong lòng có tâm kết, nếu nhiếp vân vội, vã muốn có được mẫu kiếm như thế, không cho hắn đi ngược lại, sẽ ảnh hưởng phát huy thực lực. Như vậy đi, ta đi cùng với bọn họ, như vậy cho dù gặp được nguy hiểm cũng có thể chiếu ứng một hai. Từ dương trưởng lão nói, ân, có thể, ngươi có được thiên phú duệ kim sư, lực phòng ngự kinh người, thực lực lại mạnh, có ngươi đi cũng an toàn hơn không ít. An kình trưởng lão gật gật đầu. Từ dương thái thượng trưởng lão có thực lực mạnh nhất trong bốn người, hơn nữa một thân mình đồng ra sát, có hắn đi cùng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Chúng ta đi thương nghị hoàn tất ba người cáo tử quay người đi ra ngoài ba người vừa đi gian phòng lập tức lạnh xuống các người thấy nhất vân thế nào an kình trưởng lão nhìn hai lão giả khác người này tuổi không lớn lắm lại thâm bất khả chắc có phải đám người xích phong phái tới hay không hai người bọn họ xoa xoa mi tâm nội tâm nghi ngờ tuy vừa rồi bọn họ biểu hiện khen ngợi Nhiếp vân có thừa nhưng trên thực tế cũng không tin hắn việc này cũng khó trách bọn họ đang tìm người phù hợp với vị trí tháp chủ lúc này có một người ưu tú xuất hiện đổi lại ai cũng chỉ sợ cảm thấy có âm mưu ánh mắt của hắn thanh tịnh ngôn ngữ bằng phẳng chắc có lẽ không phải đám người xích phong phái tới ta chỉ lo lắng hắn là người của thế lực bí mật nào đó tới giành cơ nghiệp khu tu tháp của chúng ta trên mặt an kình trưởng lão mang theo lo lắng trong khu tu tháp chúng ta xuất hiện mâu thuẫn cũng không có gì vạn nhất bị người khác lợi dụng sơ hở cơ nghiệp trăm triệu năm của khu tu tháp sẽ bị hủy trong tay của chúng ta cho dù chết cũng không mặt mũi nào đối mặt liệt tổ liệt tông. Nếu thật là như thế, như vậy đi, hiện tại chúng ta đi tìm hiểu tình huống của nhiếp vân trước. Trẻ tuổi như thế đã có thực lực như vậy, không có khả năng không có tiếng tăm gì, hảo hảo nghe ngóng nhất định có thể tra ra cái gì. Nếu thật sự là người thế lực khác trà trộn vào, cho dù chúng ta bại bởi đám người xích phong cũng không thể làm tổn hại cơ nghiệp khu tu tháp. An kình trưởng lão gật đầu. Tốt, người yên tâm đi, khu tu tháp chúng ta trải rộng thiên địa lục đạo, chỉ cần tuổi của hắn hông giả dò xét phi thường dễ dàng lão giả này đứng dậy hắn lấy một ngọc bài bàn tay vẽ lên đó vài cái và truyền tin tức ra ngoài chỉ chốc lát hào quang trên ngọc bài sáng lên lúc này đã có người trả lời cúi đầu nhìn vào trong ngọc bài lão giả vốn trầm mặt lúc này biến sắc bờ môi không ngừng run rẩy dường như hắn nhìn thấy tin tức làm hắn khiếp sợ không thôi như thế nào nhìn bộ dạng của hắn an kình trưởng lão cao mày thân là cường giả tiên quân lại thất thố như vậy, thật sự có phần mất tiêu chuẩn. Đã dò ra tin tức của Nhiếp Vân, dường như hắn là chủ nhân Liên Nguyệt Các. Lão già bình tĩnh lại và nói. Liên Nguyệt Các, đây là thế lực gì? An kình trưởng lão cao mày. Liên Nguyệt Các là thế lực mới hình thành gần đây, căn cứ tin tức đã nói. Nhiếp Vân này chẳng những là chủ nhân của Liên Nguyệt Các, hắn còn là trượng phu của thiên đạo sư Đạm Thái Lang Nguyệt. Lão giả nói. Trượng phu Đạm Thái Lang Nguyệt đạm thai lang nguyệt thân là thiên đạo sư không thể động tình không thể kết hôn đạm thai gia tộc làm sao có thể cho phép nàng lập gia đình lần này không riêng an kình trưởng lão kỳ quái cuối cùng một trưởng lão cũng không rõ thiên đạo vô tình thân là thiên đạo sư làm sao có thể kết hôn quả thực không thể tưởng tượng đạm thai gia tộc thật sự không cho phép nàng lập gia đình nhưng không tới phiên bọn họ nói tính toán nghe nói nhất vân đoạn thời gian trước đại náo cửu tiêu cung chẳng những phá hủy cửu tiêu cung còn nhảy vào đạm thai gia tộc và san bằng thiên đạo sơn lão già nhìn tin tức trong ngọc bài hắn khiếp sợ há to mồm thiên địa lục đạo tập hợp phật ma nho đạo yêu nhân hai mươi cường giả tiên quân của linh giới đồng thời tìm hắn gây phiền toái lại bị hắn một người một kiếm liền giết bốn tiên quân cuối cùng mọi người chạy chối chết giết bốn tiên quân người nói tin tức này là thật hai người ăn kình trưởng lão đồng thời tiến lên thiệt giả nửa bước tiên quân cảnh bị 20 tiên quân vây công, đánh chết bốn người, việc này quá đáng sợ rồi. Ta vừa hỏi khu tu tháp khắp bốn phía, bọn họ đều trả lời như thế, cho nên đây là sự thật. Lão già thở ra một hơi, vừa nhìn thấy tin tức này đã làm hắn rung động quá lớn, mặc dù đến bây giờ vẫn cảm thấy khó tiếp nhận được. Liên Nguyệt Các, đánh chết bốn tiên quân, khẳng định trở mặt với thiên địa lục đạo, xem ra người này muốn thành tháp chủ, mượn nhờ lực lượng khu tu tháp đối kháng thiên địa lục đạo. Không được, nhất định không thể để cho người này lên làm tháp chủ. An kình trưởng lão ý thức được cái gì, trong mắt hắn mang theo lạnh ý. Người này lợi hại như thế, xem như hắn nhìn lầm, may mắn biết rõ tương đối sớm, vạn nhất thật muốn hắn lên làm tháp chủ chẳng phải mang tai họa cho khu tu tháp hay sao. Không cho hắn lên làm tháp chủ, an kình trưởng lão, chỉ sợ chúng ta làm như vậy sẽ bị tất cả người khu tu tháp phỉ nhổ. Lão già cười khổ. Như thế nào, chẳng lẽ hắn còn có tài năng gì khác sao? An Kình trưởng lão cao mày. Hắn không có gì kỳ lạ cả, nếu như tin tức không sai, thì hắn là truyền nhân của Bắc Đấu Tinh Quân, khống chế Bắc Đầu Kiếm, Bắc Đầu Tinh Phủ và Tháp Chủ Ấn, là nhân tuyển tháp chủ do Bắc Đấu Tinh Quân tuyển chọn. Lão già nhìn ngọc bài trong tay và nói ra một tin tức khó lường. Bắc Đấu Tinh Quân tuyển tháp chủ. Hai người An Kình ngây người tại chỗ, toàn thân điện giật. Bắc Đấu Tinh Quân là lão tổ sáng lập khu tu tháp, từng lập quy củ, kẻ có tháp chủ ấn sẽ có thể khống chế khu tu tháp người vi phạm lệnh này là vi phạm lệnh tổ tông tổ tiên tuyển định người nào bọn họ dám phản bác chẳng phải sẽ bị khu tu tháp lên án sao nếu như hắn thật có bắt đầu tổ tiên truyền thừa vì sao không nói thẳng còn muốn phiền toái như thế một lát sau lão già cuối cùng nói ra nghi hoặc khả năng hắn muốn bằng vào thực lực của mình đạt được vị trí tháp chủ từ đó công bố bắt đầu tinh quân truyền thừa sẽ đạt được danh chính ngôn thuận an kinh trưởng lão thở dài một tiếng xem ra là chúng ta lo ngại hắn có thể nghĩ như vậy nói rõ hắn xem trọng lựa chọn chúng ta có thể băn khoăn cảm thụ của người khác như vậy hắn không phải là người xấu chúng ta đây làm sao bây giờ còn có thể làm sao chuyện này chúng ta giả bộ như không biết không chỉ như thế phải phong bế tất cả tin tức không thể để cho đám người xích phong biết rõ sau đó giúp hắn thành tựu tháp chủ an kinh trưởng lão nói chỉ sợ hiện tại cũng chỉ có thể làm vậy lão già cầm ngọc bài và cười khổ tháp chủ ấn giống như ngọc tỷ chỉ cần cầm thứ này trong tay chính là tháp chủ khu tu tháp không thể tranh luận đối phương không có mang thứ này ra nói rõ muốn quang minh chính đại đoạt được vị trí tháp chủ đã như thế bọn họ phải hỗ trợ mà không phỉa phá hư mặt khác bọn họ dùng bái tổ tiên bắt đấu tinh quân gần như mù quáng biết rõ hắn tuyển định hậu nhân tuyệt không có sai hiện tại chỉ có thể dùng toàn lực ủng hộ không biết đám người an kình trưởng lão đã triệt để dò xét ra thân phận của mình nhất phần lúc này đang đứng tại thế giới hàn băng sâu trong hỗn độn vẻ mặt kỳ quái sau khi rời khỏi khu tu tháp quỳnh nhai trưởng lão dẫn hắn tìm được truyền tống trận chỉ phí mấy giây đã làm ba người tới nơi sâu không hỗn độn có không gian rộng rãi trước mắt là băng thiên tuyết địa cảnh tượng rét lạnh thấu xương thế giới băng này này không giống như thế giới hàn băng dưới cửu dương sơn nó không có lạnh như thế cũng không mang theo ý nghiêm làm cho người ta không dám tiếp cận bằng vào tử kiếm có thể cảm ứng vị trí của mộ kiếm như vậy tìm kiếm có thể giảm bớt không ít phiền toái quỳnh nghe trưởng lão nói nhất vân gật gật đầu bàn tay khẽ động hắn cầm thanh hàn quang kiếm đã tế luyện ra hàn quang kiếm vừa xuất hiện không khí chung quanh biến thành lạnh hơn dường như thanh kiếm trở về cố hương cho nên tương giao với khí tức nơi này có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn đây là diễm hỏa chi khí mỗi người các ngươi mời đạo vận hành trong người có thể chống lại giá lạnh sau khi mang hàn quang kiếm ra ngoài nhất vân cũng không sốt ruột đi về phía trước ngón tay điểm ra mời đạo diễm hỏa chi khí diễm hỏa chi khí người không phải có thiên phú hàn băng sư sao tại sao còn có thiên phú diễm hỏa từ dương trưởng lão và quỳnh nhai trưởng lão giật mình hai chủng thiên phú tương khắc đồng thời xuất hiện trên cùng một người quả thực không thể tưởng tượng nổi chuyện này nói sao có lẽ phương hướng kia chúng ta đi thôi nhất vân cười nói một tiếng cũng không nhiều lời hắn nhìn mũi kiếm hàn quang kiếm chỉ hướng sau đó nhấc chân tê lên thế giới băng hàn khắp nơi đều là hàn băng tuyết trắng bước chậm vào trong đã có hàn khí bao phủ nếu như không có thiên phú diễm hỏa và thiên phú hàn băng trào trống đúng là khó tiến lên phía trước cẩn thận mấu tê ít ta nghe nói tại đây chẳng những hàn khí bức người còn có thủ hộ thần thú loại thần thú này có thực lực cấp bậc tiên quân hơn nữa có thể khống chế hàn khí cho dù ta cũng không nhất định là đối thủ của nó đi một hồi tư dương trường lão nhớ tới cái gì đó và lên tiếng nhắc nhở thủ hộ thần thú nhiếp vân sững sờ hắn không rõ lắm về tin tức của thế giới trong hỗn độn đúng thế trong hỗn độn chẳng những có vô số kỳ quái đặc thù bảo vật hiếm lạ còn có một ít thần thú sinh tồn những thần thú này do thiên địa sinh ra huyết mạch cường đại vừa ra đời đã có thực lực cường đại mượn nhờ hoàn cảnh thiên địa có thể đột phá tới cấp bậc tiên quân thực lực của chúng cuối cùng sẽ như thế không cách nào nữa tinh tiến nữa dù là như thế da dày thịt béo, giết không chết, mái bất diệt, phi thường đáng sợ. Năm đó ta gặp được một đầu, thiếu chút nữa không thể trở về. Từ dương trưởng lão chậm rãi lên tiếng. Còn có loại vật này, chẳng lẽ cấp bậc huyết mạch của chúng cao hơn ngũ trảo long hoàng? Như phân kỳ quái. Theo hắn biết huyết mạch cấp bậc cao nhất thiên địa lục đạo chính là ngũ trảo long hoàng và u minh hoàng vương, tu la vương là từ hỗn độn tiến vào linh giới, không liệt kê vào trong đó tính mạng có huyết mạch cường đại như thế, thành tựu tiên quân, đều phi thường phiền toái, chẳng lẽ những hỗn độn thần thú này có huyết mạch cường đại hơn? Huyết mạch kém ngũ trảo long hoàng, nhưng kém không nhiều, thiên phú như thế cộng thêm nhiều kỳ bào trong hỗn độn, thực lực đạt tới tiên quân cảnh rất bình thường. Đương nhiên chúng ta cũng không cần sợ hãi, ta chỉ lo lắng có thần thú như vậy, tình huống chân thật không rõ ràng. Từ dương trưởng lão nói, mặc kệ có hay không vẫn phải cẩn thận mới tốt. Nhất vân gật đầu hắn không hiểu nhiều về hỗn độn không nghĩ tới thế giới hỗn độn chân chính lớn như thế hơn nữa phức tạp hơn nhiều nhìn kìa phía trước có dấu vết người qua lại ba người bay về phía trước cả buổi đột nhiên quỳnh nghe trưởng lão chỉ một ngón tay về phía trước nàng thuận tay chỉ một hướng chỉ thấy nơi đó hàn băng đầy đất và có dấu vết hỏa diễm xem ra nơi này có người tới bởi vì hàn khí quá lạnh còn đốt lửa tuy ngọn lửa này cũng không phải củi thiêu đốt sinh ra hoàn toàn là do tiên lực áp xúc sinh ra chính bởi vì như thế hàn băng chung quanh hòa tan nhiều như vậy từ đó lộ ra dấu vết rõ ràng có thể tạo ra hỏa diễm lớn như thế tại nơi này chỉ sợ thực lực của người này cũng đạt tới cảnh giới tiên quân từ dương trưởng lão nhìn một hồi cao mài lên tiếng người này cũng không phải diễm hỏa sư nhưng thiêu đốt ra hỏa diễm như vậy tuy không biết dùng thủ đoạn gì nhưng thực lực không thấp nhất vân cũng có phán đoán ánh mắt ngưng trọng thực lực của hắn tuy mạnh nhưng biết đạo lý núi cao còn có núi cao hơn sẽ không mù quáng tự đại nhìn những dấu vết này có lẽ người này rời đi không lâu chúng ta nhanh lên đừng để hắn thu được hàn quang mẫu kiếm quỳnh nhai nhìn theo dấu vết hỏa diễm và nói những dấu vết này lưu lại thời gian không dài xem ra người này rời đi chưa lâu nếu như tăng thêm tốc độ có thể đuổi theo ân cho dù đối phương là tiên quân cũng không có gì ba người bọn họ cũng không dễ chọc lần này mục đích tới đây là hàn băng mẫu kiếm không thể để bảo bối rơi vào trong tay của kẻ khác ngón tay điểm lên hàn quang kiếm trường kiếm lơ lửng trên không và cảm ứng hắn cảm ứng trong nội tâm và bay đi theo sau hô nhỏ một tiếng nhiếp vân bay theo càng bay về phía trước càng cảm thấy hoang vu hàn khí cũng càng nồng đậm nhiếp vân có kinh nghiệm hàn tuyết chỉ lần trước chút hàn khí này ảnh hưởng tới hắn không lớn những người khác không được lông mi của quỳnh nha trưởng lão và tư dương trưởng lão biến thành màu trắng hai người không ngừng run rẩy nhất là quỳnh nha trưởng lão gương mặt biến thành màu xanh xem ra nếu tiếp tục tiến lên sẽ chết cóng cho diễm hỏa chi khí cũng không kiên trì nổi nơi này thật sự đáng sợ hai người nên ở lại đây đi tự ta đi vào trong nhiếp vân lắc đầu nói được rồi ngươi phải cẩn thận nếu không được thì đừng cậy mạnh quỳnh nhai trưởng lão bàn giao một câu tốt nhiếp vân gật đầu hắn cũng không nhìn hai người và bay thẳng về phía trước lại phi hành suốt nửa ngày khắp nơi đều là hàn băng băng hàn chi khí đậm đặc làm nhiếp vân cảm thấy băng hàn thấu xương thân thể cũng run rẩy hàn băng chi khí vận chuyển hàn băng đan điền trong người xoay tròn hàn ý nhẹ không ít nhiếp vân lần nữa đi theo hàn quang kiếm sau lưng về phía trước cấp tốc bay vút từ trình độ rét lạnh nơi đây đã vượt qua thế giới dưới vòng xoáy tuyết lôi trì tuy còn kém những khối thủy tinh chứa khoáng thạch đặc thù nhưng người bình thường cũng khó có thể tiến vào ân đó là cái gì lại phi hành một hồi đột nhiên trước mặt xuất hiện ao nước không lớn. Ao nước này sinh ra khói trắng, hàn khí nồng hậu dày đặc phát ra từ bên trong, xem ra có phần tương tự vòng xoáy tuyết lôi trì. Chẳng lẽ đây là cái gọi là mẫu kiếm? Đột nhiên đôi mắt nhiếp vân nhìn vào ao nước, trong đó một thanh trường kiếm lơ lửng bê trong, chỉ lộ ra chuôi kiếm không lớn. Thanh kiếm mộc mạc không ánh sáng, nhìn không ra cái gì, nhưng nhiếp vân biết rõ có thể bảo trì hình thái không thay đổi tại nơi này, cấp bậc, tuyệt đối đạt tới tạo hóa tiên khí hảo kiếm xem ra cấp bậc không thể thấp hơn bắt đầu kiếm thiên phú thâu thiên sư xem một vòng phát hiện mẫu kiếm bắn hảo quang bắn ra bốn phía hảo quang của nó không thấp hơn bắt đầu kiếm hắn hưng phấn giống to một tiếng sau đó bay thẳng về phía trước hắn xuất hiện trước thanh kiếm bàn tay khẽ động cầm lấy chuôi kiếm ầm ầm bàn tay còn chưa chạm vào chuôi kiếm cảm giác rét lạnh thấu xương bao phủ tâm thần làm cho cánh tay nhất vân sinh ra hàn băng rậm rạp tạo hóa chi hỏa thiêu đốt hai hàng lông mày dựng thẳng diễm hỏa đan điền của nhất vân không ngừng xoay tròn hỏa diễm nóng rực thiêu đốt hừng hực thiên phú diễm hỏa đạt tới hình thái thứ tư toàn lực vận chuyển có hiệu quả không yếu thân thể đông cứng bắt đầu hòa tan thiên phú thâu thiên sư trộm đi nhất vân biết rõ tình huống lạnh như băng căn bản không có khả năng lấy đi tinh thần khẽ động hắn vận chuyển thiên phú thâu thiên sư hô diệu thủ không không mẫu kiếm lắc lư một lúc sau đó trường kiếm biến mất bị hắn trực tiếp thu vào nạp Phật đan điền ha ha thành công đi không nghĩ tới một lần đã thành công dễ dàng như thế nội tâm nhiếp vân vui mừng không nhỏ thân thể khẽ động định rời đi đột nhiên nội tâm sinh ra ý cảnh giác lúc này hắn lập tức lui về phía sau ầm ầm một đạo quang mang bắn thẳng vào vị trí hắn vừa đứng quang mang đánh trúng ngọn núi đã làm ngọn núi sập xuống buông hàn băng kiếm ra ta tha cho ngươi một mạng ngay sau đó tiếng nổ mạnh vang lên một âm thanh đình tài nhức óc vang vọng không gian cái gì vội vàng quay người nhìn lại, hắn nhìn thấy một con đại xà lơ lửng trên không trung, trong cơ thể sinh ra khí tức và lực lượng hùng hậu. Thần thú cấp bậc tiên quân, thật sự có thứ này. Nhất vân biến sắc, gia hỏa trước mắt tuyệt đối có cấp bậc tiên quân, nó còn chưa động nhưng toàn thân sinh ra hàn băng đáng sợ, mây mù, rét lạnh tuyệt đối, có thể đông cứng tiên khí tuyệt phẩm thành băng đá. Muốn ta buông hàn băng kiếm, như vậy phải xem người có thực lực này không đã. Nội tâm rung động nhưng hắn không có sợ hãi, như vân thở ra một hơi tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía hắn khẽ đảo tay tay trái cầm tháp chủ ấn tay phải bắt đầu kiếm nơi này không có người khu tu tháp hắn cũng không có gì phải cố kỵ muốn chết đại xà thấy ra hỏa trước mắt dám mạo phạm y nghiêm của nó đôi mắt to như đèn lồng mở to nó há miệng phun ra một đạo hàn quang hàn quang bay trong không trung trong nháy con mắt biến thành một thanh trường kiếm bắn ra hàn khí đáng sợ hàn khí sinh ra ngăn cách với không gian ập tới nó muốn vây khốn nhiếp vân tại đây tháp chủ ấn ngăn cản nhiếp vân biết rõ một khi bị vây sẽ khó mà thoát đi hắn lật tay trái ném tháp chủ ấn qua đồng thời tay phải điểm về phía trước hắn vận dụng nhất kiếm phá trần hào quang bắn ra bốn phía hai đại bảo vật tuyệt thế mang theo lực lượng cực kỳ cường đại tấn công phía trước không khí như nổ tung khí lưu hỗn độn chung quanh bị quấy nhỡ phát ra từng âm thanh xì xì xèo xèo cái đuôi của đại xà như cây roi đánh thẳng về phía trước lực lượng cường như đại chủy đánh tới cái đuôi đánh vào tháp chủ ấn bắt đầu kiếm ầm và chạm rất mạnh cánh tay nhiếp vân tê dần suýt nữa không thể cầm được bảo vật lực phòng ngự thân thể của gia hỏa này rất mạnh cường giả tiên quân bình thường không thể ngăn cản một kiếm của hắn bảo kiếm chém vào cái đuôi của nó cũng không lưu lại chút dấu ngấn màu trắng nào đó là còn chưa nói lực phản chấn dội ngược làm ngực của hắn khó chịu hắn suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi khó trách tư dương trưởng lão cảnh giác như vậy vừa tiến vào đã lo lắng nơi này có hỗn độn thần thù nằm mộng cũng không ngờ sức chiến đấu của thứ này cường đại như thế tránh Như vân biết rõ ngạnh kháng với đối phương là ngu xuẩn cho dù trọng thương cũng chưa chắc đánh thắng dù sao hắn đã tây u hát hàn băng kiếm vào trong tay lúc này hắn muốn rời đi hắn mở phượng hoàng chi rực sau đó hóa thành hào quang bay thẳng ra bên ngoài trốn chỗ nào đại xà gào thét liên tục nó há miệng phun ra một đạo năng lượng phòng bạo bao quát chung quanh lúc này bông tuyết cực lớn xuất hiện nó giống như là đồ vật của thế giới khác còn chưa tới trước mặt đã tỏa ra băng hàn thấu xương không sinh ra chút phản kháng nào đây là cái gì nhiếp vân đã cảm thấy gió lạnh thổi qua thân thể căng cứng hắn muốn rời khỏi nhưng phát hiện mình bị đông lại hắn vận chuyển tiên lực trong người mất linh diễm hỏa cháy diễm hỏa đan điền thiêu đốt toàn thân của hắn bị hỏa diễm màu đen bao phủ không hổ là thiên phú xếp hạng 25, hỏa diễm nóng rực thiêu đốt hàn băng băng trên người hắn đang chậm rãi hòa tan. Vừa mới hòa tan đại xà đã tới trước mặt, nó vung đuôi tấn công hắn. Lần này Nhất Vân không có vận khí tốt đào tẩu cho nên thân thể bị đánh nát. Hô! Bất tử chi thân khôi phục lại, hắn thở hồn hền. Người không cho ta đi, hôm nay ta giết người lấy tinh hạch. Một chiêu bị thương, nội tâm Nhất Vân đã sinh ra hung tàn, đôi mắt mở to đầy sát khí. Xem tình huống bây giờ muốn chạy trốn là ít có khả năng, nếu như vậy còn không bằng chiến đấu nghĩ biện pháp đánh chết đại xà bắt đầu kiếm chấn động phát ra âm thanh ông ông tay phải nhấp vân vẽ một vòng tròn sau đó kiếm quang xuất hiện chưa mạnh nhất trong liên nguyệt kiếm pháp nhất kiếm chu thiên ngón tay trái điểm về phía trước sinh ra âm thanh ầm ầm tháp chủ ấn đánh tới cùng là liên nguyệt kiếm pháp tháp chủ ấn nhưng uy lực mạnh hơn vừa rồi vài lần kiếm khí như cầu vồng tháp ấn giống như núi hai chủng lực lượng giao thoa hoàn mỹ với nhau bên trong mang theo tinh túy võ đạo chúng tỏa ra hào quang bảy màu làm người ta cảm thấy chói mắt hai chiêu này nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế hắn thì triển ra thiên phú thiên thủ sư và thiên phú võ đạo sư kết hợp thiên phú thiên nhãn sư đại lực sư rất nhiều thiên phú điệp ra khí lực thần gia hòa hoàn mỹ hai chiêu công kích dung hợp khác nhau nhưng lực công kích khác như trời và đất đáng giận đại xà cũng nhìn ra chiêu này có khác biệt nó gào to sau đó lao thẳng về phía trước Lần này cái đuôi của nó mang theo lực lượng sắc bén giống như cắt nát trời đất. Oanh! Nhất kiếm chu thiên kết hợp tháp chủ ấn đánh thẳng vào đuôi rắn. Thân thể đại xà quay vài vòng trên không trung, nhất vân bị phản chấn, hắn cảm thấy ngực của mình khó chịu. Thứ này giống như bất tử, ta căn bản không phải đối thủ của nó. Nhìn thấy đối phương chỉ quay vài vòng nhưng không tử vong, sắc mặt nhất vân khó coi. Vừa rồi sử dụng rất nhiều thiên phú cùng một lúc, xem như phát huy sức chiến đấu bản thân đạt tới mức hoàn mỹ, nhưng không thể đánh chết đối phương, chỉ đánh nó quay vòng mà thôi, xem ra muốn đánh chết đại xà, bằng vào thực lực hiện tại ít có khả năng. Ngươi dám làm tổn thương ta, ta muốn ngươi chết. Đại xà quay vài vòng trên không trung, ánh mắt của nó bắn ra hào quang hung ác, dường như uy nghiêm bị khiêu khích, nó gia tăng lực lượng lớn hơn trước. Ầm ầm. Nó vừa hét vang sau đó, mang theo hàn băng đáng sợ lao thẳng về phía trước, cái đuôi thô to của nó đánh tới, lực lượng quét qua, không gian bị xé rách như tờ giấy mỏng. Làm sao bây giờ? Nhìn thấy lực lượng chiêu này mạnh hơn trước gấp đôi, đội tâm nhiếp vân mát một nửa, phượng hoàng chi dực không ngừng múa, lúc này hắn bay điệt xa. Hắn nhanh nhưng lực lượng đánh tới còn nhanh hơn, dường như đối phương đã tức giận, thề phải đánh chết hắn giải hận. Hàn quan kiếm ngăn cản. Tình cảnh nguy cấp, nhiếp vân biết rõ bị đối phương quét trúng, thường thế khẳng định còn nặng hơn lúc trước, cho dù có bất tử chi thân, thiên phú mộc sinh sư cũng không có chỗ tốt gì, hắn lật tay sử dụng hàn quang kiếm mà quỳnh Nha trường lão giao cho cầm trong tay hắn đâm thẳng vào mắt đối phương bành trường kiếm còn chưa đánh tới trước mặt đối phương tự đã nổ thành bụi phấn lực công kích vừa rồi chẳng ảnh hưởng gì tới đại xà xong nhìn thấy chiêu dương đông kích tây của mình vô dụng lại nhìn công kích của đối phương đánh tới nội tâm nhiếp vân lạnh như băng lão đại giao tiểu xà này cho ta xử lý thời điểm nhiếp vân cho rằng mình chạy trời không khỏi nắng đột nhiên nội tâm có tiếng nói vang lên tuy không lớn nhưng chẳng khác gì âm thanh của thiên nhiên nhất vân cao hứng nhảy dựng lên tiểu long thức tỉnh lần trước tiến vào trong long hoàng kim tinh dịch đã bắt đầu ngủ say đến bây giờ đã qua ba bốn tháng vốn đang cho rằng cần ít nhất mấy năm nó mới tỉnh không nghĩ tới lại tỉnh vào thời khắc mấu chốt trước khi ngủ say nó có thực lực nửa bước tiên quân thông qua long hoàng kim tinh dịch đã có thể đột phá gông cùng xiềng xích một lần nữa trở lại cấp bậc tiên quân ầm ầm thời điểm nội tâm nhiếp vân vô cùng cao hứng một tiếng lòng ngầm vang lên tiểu long xuất hiện trước mặt hắn thân thể to lớn cao mấy trăm trượng kim lân toàn thân vừa xuất hiện đã bộc phát thanh thế kinh người làm người ta sợ hãi ầm 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 đối mặt đôi rắn đánh tới móng vuốt của tiểu long vươn tới ầm tiếng nổ lớn vang lên lực lượng vô kiên bất tồi bắt đầu kiếm tháp chủ ấn không thể làm đôi rắn bị thương hiện tại máu tươi bắn tung tóe xèo xèo Hiển nhiên đại xà không nghĩ tới có ngũ trảo kim long xuất hiện. Hơn nữa thực lực còn lợi hại như thế, chỉ trong nháy mắt nó quay người bỏ chạy. Tuy xà và long trên lý luận là cùng chủng tộc, nhưng đầu đại xà này biết rõ tranh lệch với long tộc hoàng gia ngũ trảo kim long quá xa, không nói thực lực, chỉ nói u áp huyết mạch cũng không phải nó có thể chống lại. Hắc hắc, con rắn nhỏ, chạy đi đâu, nghe nói túi mật của ngươi là vật đại bổ, lưu lại bồi bổ lão đại của ta đi. Tiểu long khẽ cười một tiếng, Hắn vươn long chảo to lớn về phía trước, bầu trời như bị phong tỏa, cho dù đại xà bỏ chạy thế nào cũng không thể nhúc nhích. Vừa rồi nó đuổi giết Nhiếp Vân rất hùng hổ, ai nghĩ đến trong nháy mắt lại thành đối tượng bị truy sát. Hơn nữa thảm như vậy, ngay cả Nhiếp Vân cũng không thích ứng. Đây là thực lực gì? Nhìn thấy tiểu long lúc trước có thực lực không kém mình bao nhiêu, hiện tại trong nháy mắt đã vây khốn đại xà đuổi hắn chạy trối chết, lúc này Nhiếp Vân không nói thành lời hắn biết rõ thực lực của đại xà trong hàng ngũ tiên quân tuyệt đối là tồn tại hàng đầu cho dù kém u minh hoàng vương nhưng khẳng định không kém nhiều thực lực như thế trong mắt tiểu long như con sâu cái kiến rốt cuộc thực lực của tiểu long mạnh tới mức nào chẳng lẽ đã khôi phục thực lực thời kỳ thượng cổ trở thành đệ nhất cao thủ thiên địa lục đạo hay sao tiểu tử dám đánh chủ ý lên lão đại của ta người thật sự không muốn sống mà trong lúc nhiếp vân kinh ngạc đại xà đã bị tiểu long bắt lấy móng vuốt cực lớn xé một cái thân thể to lớn của đại xà bị e thành hai nửa lúc này túi mật giống như trái tim bay ra ngoài yêu thú loài rắn trọng yếu nhất không phải tinh hạch mà là túi mật nghe nói trong đó ẩn chứa tinh hoa đậm đặc của cơ thể là thứ cực kỳ chân quý lão đại đây là đồ tốt ngươi ăn đi móng vuốt bắt lấy túi mật rắn và đưa tới trước mặt nhiếp vân ăn gương mặt nhiếp vân biến thành mướp đắng túi mật rắn này còn cao hơn cả hắn bảo hắn ăn, hắn ăn thế nào. Đương nhiên, Nhất Vân cũng không phải là không có biện pháp, thân thể khẽ động, bất tử chi thân nổ tung, hóa thành một đám xương, bù đem túi mật sắn vây quanh ở bên trong. Hô! Thân thể khôi phục, túi mật sắn đã bị hắn thu vào trong cơ thể. Cô 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 cô! Nhất Vân cảm thấy toàn thân nóng lên, nhiệt lưu hùng hậu không ngừng lan khắp thân thể của hắn. Nhanh tu luyện đi, nhìn xem có thể tiến thêm một bước hay không. Dường như sớm biết nội tâm nhiếp vân sinh ra biến hóa, Tiểu Long cười một tiếng, khôi phục bộ dáng thiếu niên và cười hì hì. Tốt! Nhất Vân biết có Tiểu Long chiếu cố cho nên an toàn không cần lo lắng, lúc này không cần nghĩ nhiều, hắn khoanh chân ngồi xuống, tinh thần tập trung và dẫn dắt lực lượng vận hành trong người. ầm ầm, Lực lượng không ngừng lưu chuyển khắp toàn thân, Nhất Vân lập tức hiểu được. Đầu đại sản này là thần thú sinh ra trong hỗn độn, thân thể cường đại đến cực điểm, nhất là phòng ngự, trình độ chắc chắn tuyệt đối, có thể so với tạo hóa tiên khí. Túi mật của nó cung cấp năng lượng không thể giúp Nhất Vân gia tăng tu vi, nhưng làm phòng ngự thân thể của hắn mạnh hơn trước, thậm chí lột xác thành đồ vật tương đương tạo hóa tiên khí. Ân, lực lượng này hùng hậu như thế, ta gì không lợi dụng Thiên Phú Luyện Bảo Sư luyện chế nó thành pháp bảo. Đột nhiên trong đầu, hắn có suy nghĩ như thế. Nhất Vân hiện tại có Thiên Phú Luyện Bảo Sư bài danh 30, trước khi cho rằng thời gian và vấn đề tài liệu nên không luyện ra bảo bối gì, hiện tại lực lượng thân thể không ngừng hùng hậu tại sao không rèn luyện thân thể của hán thành pháp bảo cơ chứ? Loại luyện chế này khác với linh tê luyện thể quyết, kim cương lưu ly thể, hoàn toàn là hai khái niệm. Một khi thành công, cho dù không có bắt đầu kiếm, chỉ bằng vào thân thể cũng có thể phát huy ra uy lực tương đương tạo hóa tiên khí. Nghĩ đến liền làm, nhiếp vân không ngừng vận chuyển thiên phú luyện bảo sư, vận dụng nhiệt lưu của túi mật sắn sinh ra rèn luyện thân thể giống như rèn luyện pháp bảo. Lúc mới bắt đầu thân thể còn có chút không thích ứng và toàn thân đau đớn, tinh thần nhiếp vân ổn định như sắt hắn không quan tâm lúc này vận chuyển lực lượng khắp toàn thân ầm ầm không biết trôi qua thời gian bao lâu dường như chỉ mới một giây nhưng lại có cảm giác như cả đời nhiếp vân chậm rãi mở mắt ra quả nhiên suy nghĩ của hắn là đúng mượn lực lượng túi mật rắn đã thành công luyện thân thể thành pháp bảo hắn hơi lật cổ tay bắt đầu kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay cánh tay hắn vung vẩy thành trào một kiếm phá không đánh tới đâm vào ngực của mình đinh hắn sử dụng nhất kiếm chu thiên mạnh nhất trong liên nguyệt kiếm đâm vào ngực của mình chỉ thấy hoa phục bị đâm rách nhưng không bị thương thậm chí còn không sinh ra một vết ngấn nào trên người ta thật luyện thân thể thành tạo hóa tiên khí nhìn thấy cảnh tượng này nhiếp vân hưng phấn cười to quả nhiên đúng như hắn suy nghĩ thông qua thiên phú luyện bảo sư rèn luyện thành công luyện thân thể thành tạo hóa tiên khí thân thể biến thành tạo hóa tiên khí tuy lực lượng không có gia tăng tiên lực cũng không gia tăng nhưng làm lực lượng phòng ngự và công kích gia tăng sức chiến đấu gia tăng gấp đôi ta đã tu luyện bao lâu rồi cảm thụ thân thể biến hóa như phần thở ra một hơi hắn ngẩng đầu nhìn sang tiểu long và hỏi thăm chỉ thấy gia hỏa không biết dùng cái gì xuyên qua đại xà đang nướng thịt rắn lúc này tiên lực hội tụ thành ngọn lửa thiêu đốt thịt rắn không tới hai ngày người tỉnh đúng lúc thịt rắn đã chín rồi tiểu long cười nói sắp hia ngày may mắn còn không có muộn nhanh trở về còn kịp nghe thời gian nhất vân đã giật mình hắn đã tiêu hao ở đây một ngày hiện tại sắp hai ngày chẳng phải cách thời gian ba ngày ước định không còn lại bao lâu sao nhanh trở về ta không có thời gian người tiến vào bắt đầu tinh cung ăn đi hắn lập tức thu tiểu long vào trong bắt đầu tinh cung thân thể luyện hóa thành tạo hóa tiên khí tốc độ của hắn cũng nhanh không ít một đường bay nhanh lúc này đoạn đường lúc trước đi gần một ngày cũng chỉ đi trong một giờ là đến lúc này ra khỏi thế giới hàn băng thuận lợi tìm được Quỳnh Nha trưởng lão và Tư Dương trưởng lão. Hai người đã sớm chờ ở bên ngoài, thấy hắn trở về đồng thời mừng rỡ, ba người bay về. Lúc này Nhất Vân vừa rời khỏi nơi, có hàn băng kiếm, một lão giả chậm rãi đi tới. Lão giả này là cao thủ tiên quân, toàn thân bởi vì rét lạnh cho nên run rẩy trên thân của hắn đầy xương trắng. Xem ra, hắn không phải là hàn băng sư, diễm hỏa sư, không biết dùng phương pháp gì, tới được nơi đây, tuy cuối cùng tới gần nhưng ăn không ít khổ và tra tấn rốt cục đi tới nơi, chỉ cần luyện hóa hàn băng kiếm, thực lực của ta tuyệt đối sẽ lên bài danh top 3 trong 8 đại trưởng lão khu tu tháp, cho dù địa vị hay quyền nói chuyện đều gia tăng không ít. Lão già nhìn rất gian khổ, trong mắt mang theo hưng phấn nồng đậm, dường như chỉ cần đạt được hàn băng kiếm, cho dù trả giá nhiều hơn nữa hắn cũng chịu được. Xích phong, an kình, cho dù thực lực các ngươi cường đại thì thế nào, chỉ cần ta đạt được hàn băng kiếm tuyệt đối sẽ không dưới các ngươi, đến lúc đó cũng không cần phải nhìn sắc mặt của các ngươi cười lạnh một tiếng lão giả đi nhanh về phía trước chỉ trong chốc lát đã đi tới nơi có hàn băng kiếm ân hàn băng kiếm đâu nó phải ở đây chứ đi tới trước ao nước rốt cục nhìn thấy thanh kiếm trong ao nước đã mất tích có người đánh nhau qua rốt cuộc là kẻ nào trộm hàn băng kiếm tìm một vòng không có phát hiện lão giả nhìn cảnh vật chung quanh một hồi vừa nhìn xong liền biến sắc cảnh vật chung quanh rõ ràng đã trải qua chiến đấu một hồi nhìn tình hình hẳn là đại xà thủ hộ trường kiếm đã bị người ta đánh chết đại xà bị giết nói rõ hàn băng kiếm đã bị người khác lấy đi hắn không có cơ hội gì đáng giận à ai trộm kiếm của ta để ta biết rõ tuyệt đối không buông tha hắn gào thét gương mặt lão giả đỏ bừng thông qua truyền tống trận ba ngày người nhanh chóng quay về tổng bộ khu tu tháp các ngươi tới thấy bọn họ bình an trở về an kình trưởng lão thở ra một hơi dựa theo thời gian có lẽ cạnh tranh vị trí tháp chủ cũng bắt đầu à tư dương trưởng lão hỏi bọn họ đã trở đây ba ngày dựa theo ước định thì hiện tại bắt đầu thi đấu còn chưa an Kình trưởng lão nói thấy các ngươi chưa trở lại ta lo lắng không may nên thương nghị với đám người xích phong một chút lùi thời gian thi đấu một ngày lùi bọn họ sẽ đồng ý tư dương sững sờ đối phương ước gì tổ chức thi đấu nhanh một chút làm như vậy bọn họ sẽ không có cơ hội tại sao đồng ý lùi chứ ta cũng không biết Ta còn chưa nói ra đã bị bọn họ nói trước, trận đấu chính thức sẽ tổ chức vào ngày mai. An kình trưởng lão cao mày, dường như cũng có chút không hiểu nổi đối phương có ý định gì, hắn là người không am hiểu tính toán, nên không nghĩ ra vấn đề gì, lúc này khoát tay nói. Các người thế nào, có lấy được mẫu kiếm hay không? Nghe nói như thế, Quỳnh Nhai, Tư Dương hai vị trưởng lão cũng đồng thời nhìn qua, trong mắt mang theo hỏi thăm. Trước kia thời gian rất gấp và đi quá nhanh nên chưa kịp hỏi, Nhất Vân cũng không nói, cho nên bọn họ cũng không biết kết quả may mắn thành công nhiếp vân cũng không giấu giếm hắn lật tay một cái đột nhiên hàn băng kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay tại điện như lâm vào thế giới hàn băng cảm giác rất lạnh thấu xương bao phủ các nơi thành công quả nhiên là hàn băng kiếm nhìn thấy trường kiếm vừa xuất hiện đã có uy lực như thế đôi mắt tất cả mọi người co rụt lại uy lực của chơi kiếm này thật sự quá mạnh mẽ còn chưa bị luyện hóa đã có uy lực như vậy chính thức phối hợp thi triển tuyệt chiêu sẽ mạnh bao nhiêu. Ta nghe nói qua thế giới hàn băng, nơi đó rất lạnh thấu xương, cho dù cường giả tiên quân tiến vào trong đó nửa bước khó đi, không ngờ người lại thành công. An kình trưởng lão có chút không dám tin tưởng. Làm thái thượng trưởng lão của khu tu tháp, là nhân vật thực lực bày danh hàng đầu, bọn họ hiểu thế giới hỗn độn còn hơn xa nhất vân chính bởi vì biết rõ nguy hiểm mới đồng ý để tư dương trưởng lão cùng đi. Hắn xem ra chuyến đi này chỉ là tâm nguyện, tỷ lệ thành công phi thường thấp không nghĩ tới thực thành công. Khó trách là người sáng lập liên nguyệt các, đại náo lăng tiêu cung, đánh sập thiên đạo sơn đến bây giờ còn bình an vô sự. Khó trách bác đấu tinh quân lại chọn hắn làm người truyền thừa, thật sự không phải người bình thường. Ta còn chưa luyện hóa hàn băng kiếm, hiện tại ta thử xem. Thấy ánh mắt mọi người cũng không có ý tham lam, như phần khẽ cười một tiếng, hắn rót một đạo hàn băng chi khí vào trong thân kiếm. Có kinh nghiệm luyện hóa hàn quang kiếm, hàn băng kiếm từ mẫu đồng nguyên luyện hóa cũng không khó mấy chục giây sau nhất vân đã cầm trường kiếm vào trong tay thanh kiếm mất đi rét lạnh nó không khác gì thanh kiếm bình thường bảo vật càng lợi hại chỉ cần luyện hóa thành công sẽ hành động theo tâm ý của chủ nhân chỉ có lúc cần mới đại phóng uy lực của bản thân ra ngoài hàn băng kiếm không bị áp chế hàn ý rét thấu xương vừa xuất hiện đã không nhìn ra cấp bậc cụ thể và thực lực ngược lại không tốt hảo kiếm an kình trưởng lão có thể đấu với ta một trận sau khi luyện hóa xong nội tâm nhiếp vân nóng rực như lửa đốt khí chất biến trong ánh mắt mang theo tự tin và dục vọng chiến đấu sau khi luyện hóa hàn băng kiếm đã làm hắn hiểu ra cấp bậc của thanh kiếm này tương xứng với bắc đầu kiếm nếu phối hợp thiên phú hàn băng thi triển thì uy lực còn mạnh hơn cả bắc đầu kiếm có được bảo vật như thế hơn nữa thân thể cũng rèn luyện thành tạo hóa tiên khí nhiếp vân tràn đầy tự tin cho dù gặp cường giả tiên quân đỉnh phong cũng có lực đánh một trận tốt biết rõ thân phận chân thật của nhiếp vân cho nên an kình trưởng lão không có chút khinh thị nào ngược lại ánh mắt mang theo ngưng trọng biết rõ chiến tích của hắn lại dám khinh thị đó là cách làm tìm chết nơi này có bốn người chúng ta liên thủ bố trí phong ấn cũng xem như chắc chắn có thể bắt đầu được rồi thân thể khẽ động thân thể già nua của an kình trưởng lão dường như cao hơn trước vài tấc dầu tóc bay lên trong ánh mắt mang theo hào quang sáng người ta bắt đầu trước hắn thấp giọng ho một câu bàn tay đánh về phía trước trưởng anh đây chơi. Hắn cũng không sử dụng binh khí, nhưng chiêu này đã phong tỏa toàn bộ không gian, hơn nữa từng bức ép sát làm cho người ta cảm thấy hoa mắt, phần không rõ chiêu đó, tiến công hay là phòng thủ, một khi không ngăn cản nổi sẽ ăn thiệt thòi và lâm vào hạ phong. Có thể nói, chiêu này là là chiêu không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, cho dù hắn và xích phong trưởng lão chiến đấu, đều có thể chiếm được tiện nghi, đối phương cũng không thể làm gì. Đáng tiếc hắn gặp được nhiếp vân thiên nhãn võ đạo dung hợp chi khí vận chuyển trong mắt trong ánh mắt chậm rãi xuất hiện rất nhiều điểm đỏ hắn lúc này nhìn ra lộ tuyến công kích của an kình trường lão nhìn thấy những thứ này nhất vân cũng không sử dụng hàn băng kiếm thân thể của hắn tiến nhanh về phía trước lúc này hắn tấn công vào một điểm trong đó trường lực của hắn vô cùng cương mãnh phối hợp thân thể tạo hóa tiên khí cho nên chẳng khác gì bảo kiếm chém tới mặc dù an kình trường lão đụng chúng cũng bị thương Ô an kình trưởng lão không nghĩ tới hắn nhìn thấu chưa số công kích của mình trong mắt mang theo ngạc nhiên hắn hô một tiếng sau đó lui về phía sau một bước tiết tấu của hắn đã rối loạn một chiêu đắc thế nhiếp vân sẽ không bỏ qua hai mắt như đuốc hắn tiến lên phía trước một bước hắn nảy hóa trưởng thành chỉ tấn công đầu ngón tay mang theo kiếm quang không ngờ hắn dùng ngón tay thi triển nhất kiếm phá trần kiếm khí um tùm hào quang bắn ra khắp bốn phía không tạo thành chút sơ hở nào oh. An Kình trưởng lão lui về phía sau lần nữa. Ô, lần này không riêng An Kình trưởng lão kêu lên, đám người Tư Dương, Quỳnh Nha trưởng lão cũng đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ lên với tâm tình khác nhau. Bọn họ tương giao với An Kình trưởng lão nhiều năm, biết rõ bộ trưởng pháp này đáng sợ, cho dù bọn họ thi triển toàn lực cũng không cách nào làm cho đối phương lui về phía sau nửa bước, mà tình huống bây giờ hai người chưa va chạm chân chính, nhưng sinh ra khí tức kinh người, cũng không có tấn công cuồng bạo vào đối phương, một bộ dạng như nhàn nhã dạo chơi một liên tiếp lui về phía sau cảnh tượng này là bọn họ không tưởng tượng nổi trong lòng rung mạnh nhìn động tác của hai người như thế mọi người có chút không biết rõ nhưng hiểu tuyệt đối hung hiểm vạn phần hơi không cẩn thận sẽ có người trọng thương nhất là an kinh trường lão hắn khẳng định không muốn lui về phía sau mà bị bức bất đắc dĩ không tránh né mà phải ngạnh kháng bằng không hắn sẽ bị thương và thua cuộc tuy an kinh trường lão không có thi triển thực lực mạnh nhất nhưng lại làm hắn bị động như vậy thật sự chưa từng gặp qua Ồ, thời điểm mọi người ngạc nhiên, an kình trưởng lão hô lên lần nữa và liên tục lui về phía sau Từ khi tỉ thí lúc này đã ổ lên 3 lần Mỗi lần ổ lên cũng có ngữ khí khác nhau Tính thứ nhất có chút ngạc nhiên, thứ hai là khiếp sợ, về phần tiếng thứ ba đã mang theo sợ hãi Loại sợ hãi này không phải sợ hãi, mà là chưa số bị đối phương nhìn thấu nên vô lực và bất đắc dĩ đối chiến với người nhưng chiêu số bị người ta nhìn thấu thì còn chiến đấu thế nào từ khi an kình trưởng lão tu luyện tới nay còn chưa bao giờ gặp qua tình huống biệt khuất như vậy ầm ầm liên tục đánh hai trường ngăn cản trước mặt nhiếp vân an kình trưởng lão nhảy ra khỏi vòng chiến vẻ mặt phiền muộn lập tức cười khổ không hổ là các chủ liên nguyệt các thực lực kinh người ách người biết nhiếp vân thấy hắn lui về phía sau cũng không có đuổi theo lúc này nghe nói như vậy liền gãi gãi đầu kỳ thật hắn cũng không phải cố ý giấu giếm hắn sợ sau khi đối phương biết sẽ mang đến không ít phiền toái bây giờ nhìn đối phương như vậy hắn biết không thành vấn đề gì bại bởi người được bắt đầu tổ tiên tán thành cũng không oan uổng an kình trưởng lão cười nói thua hai người các ngươi mới đấu vài chiêu an kình trưởng lão ngươi còn chưa sử dụng liên hoàn ấn mạnh nhất thông tí hoàn cũng không dùng tới tại sao trực tiếp nhận thua tư dương trưởng lão vẫn cảm thấy không rõ vẻ mặt kỳ quái An Kình Trường lão có tính cách không chịu thua không kém gì hắn, chiến đấu tới cuối cùng có thua tuyệt đối không thừa nhận, tại sao hiện tại đấu với người không phải tên quân, còn chưa có kết quả đã nhận thua. Liên Hoàn ấn, Thông Tí Hoàn, cho dù thi triển ra cũng phải thua. Nhìn Nhiếp Vân, An Kình Trường lão lắc đầu nói: "Nếu ta đoán không sai, có lẽ người có Thiên Phú Võ Đạo Sư và Thiên Phú Thiên Nhãn a, xem ra hai chủng thiên phú này đã dung hợp, có thể hoàn mỹ biết trước động tác kế tiếp của ta." tiếp tục tỉ thí chỉ tự rước lấy nhục mà thôi không sao cũng được an kình trưởng lão hảo nhãn lực thấy đối phương chỉ giao thủ mấy chiêu đã nhìn ra thiên phú và dung hợp của bản thân nhất vân cũng không phủ nhận gật gật đầu thiên phú võ đạo sư võ đạo sư bài danh thứ 10. ánh mắt đám người tư dương trưởng lão ngây ngốc thiên phú bài danh top 10, mỗi một loại đều kinh thiên động địa kinh tài tuyệt diễm võ đạo sư khống chế võ đạo chân ý trong thiên địa có thể nói là chiến thần có được loại thiên phú này khó trách còn chưa đạt tới tiên quân đã có chiến lược như thế, thì ra là một vị võ đạo sư. Võ đạo sư trở thành tháp chủ. Ánh mắt mọi người nóng bỏng. Ách, tu còn chưa củng cố triệt đề, cần phải hảo hảo tu luyện một phen, gặp lại. Nhìn thấy ánh mắt mọi người, nhiếp vân biết rõ biểu hiện quá nhiều, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lập tức tránh đi. Đừng quên tỉ thí tháp chủ ngày mai. Vừa đi ra ngoài đã nghe An Kình trưởng lão nói vọng ra. Nhất Vân cũng không trả lời, hắn vừa ra khỏi phòng, đã đi vào trong bắt đầu tinh cung tiến vào tinh cung đã nhìn thấy tiểu long nằm trên mặt đất hai tay vuốt bụng thỏa mãn đầu đại xà kia đâu rồi ngươi sẽ không an toàn bộ chứ nhìn thấy bộ dạng của hắn đã làm nhiếp vân sững sờ ách ta còn chưa ăn no ai bảo ngươi tới muộn tiểu long bĩu môi lúc này nhiếp vân cũng phải im lặng đại xà kia lớn vài chục trượng sa hỏa này đã ăn sạch còn nói chưa ăn no đúng là ăn hàng nhìn xương rắn cách đó không xa nhiếp vân lắc đầu đại xà chính là hỗn độn thần thú thân thể rất lớn và bổ dưỡng vốn tưởng rằng có thể ăn một chút không ngờ ra hỏa này tham ăn như vậy tiểu long thực lực của ngươi bây giờ trí nhớ có phải khôi phục toàn bộ hay không đột nhiên nhiếp vân nhớ tới một sự kiện nghi hoặc nhìn sang xem ra tiểu long đánh chết đại xà nhẹ nhõm như thế có lẽ thực lực đã đột phá tiên quân dựa theo đạo lý đã khôi phục trí nhớ đã nói mọi chuyện nhưng ta vẫn là tiểu long ngươi vẫn là lão đại của ta tiểu long cười nói ha ha nhất phân cười nói mặc dù thực lực tiểu long gia tăng trí nhớ khôi phục không ít xem ra cũng không có chút biến hóa nào hắn vẫn ưa thích tham ăn ưa thích uống và là tiểu gia hỏa không có tâm cơ gì về phần ngũ trảo long hoàng uy phong hiển hách năm đó chỉ sợ đã biến mất trong dòng sông lịch sử xem ra tuy trọng sinh nhưng tổn thương linh hồn rất lớn mặc dù là tu la vương cũng không hoàn toàn giống như lúc trước mặc kệ trí nhớ của người khôi phục bao nhiêu u minh hoàng vương đang tìm người khắp nơi còn có người ma giới hiện tại đang đóng bên ngoài liên nguyệt các trường ngươi trở về. Nhất Vân nói, U Minh Hoàng Vương, nghe bốn chữ này sắc mặt Tiểu Long suy sụp, hắn gãi gãi đầu. Lão đại, lần sau gặp được ngươi cứ nói với nàng ta vẫn còn ngủ say, ngàn vạn không nên nói ta tỉnh lại. Vì cái gì, các ngươi có chuyện gì với nhau hay sao? Nhất Vân hơi tò mò. Ách, chuyện này ta cũng không nhớ rõ lắm, đã biết rõ không thể gặp nàng, gặp khẳng định có phiền toái tiểu long xấu hổ đỏ mặt lập tức khoát tay vậy được rồi về sau nàng hỏi thì ta sẽ nói ngươi vẫn ngủ say như vân biết rõ hắn khẳng định nhớ tới cái gì chị không muốn nói ra mà thôi cũng không hề hỏi nhiều khẽ cười một tiếng hắn ngồi xuống đất cùng cố tu vi nuốt túi mật rắn đã luyện thân thể thành tạo hóa tiên khí sau khi thành công còn chưa dò xét một phen lúc này vừa vạn thừa dịp có cơ hội nên làm cho thỏa đáng không nhìn không biết sau khi nhìn nhất vân mừng rỡ như điên hiện tại thân thể của hắn giống như do tạo hóa tiên khí chế tạo mà thành thực tế sau khi quán thâu thiên phú duệ kim sư nắm đấm ngón tay bàn chân đều có thể phát huy ra thực lực vượt xa bình thường nếu như dùng thực lực bây giờ đánh nhau với đại xà cho dù không cần bắt đầu kiếm tháp chủ ấn cũng có thể xé rách nó thân thể rèn luyện thành tạo hóa tiên khí từ đó thực lực của hắn tăng vọt về chất đã gia tăng gấp đôi hơn nữa hắn còn có thêm chín thiên phú đặc thù Khí hải có 50 đan điền vận chuyển, giống như tinh hệ, không ngừng cung cấp lực lượng cho thân thể, từ đó làm tinh khí thần thậm chí sinh mệnh lực của hắn vượt xa người thường. Ân, đúng rồi, ta đã luyện chế thân thể thành tạo hóa tiên khí, bắt đầu tiên quân lưu lại có thể dung nhập vào trong thân thể hay không? Nhiếp Vân nghĩ đến một sự kiện. Bắt đầu tinh quân vì luyện chế một kiện đồ vật vượt qua tạo hóa tiên khí cho nên lưu lại vô số đồ vật và tài liệu trồng chất trong cung điện. Những thứ này cho dù trong linh giới, hay tại thế giới hỗn độn cũng là những bảo vật luyện khí vô thượng. Hiện tại hắn đã luyện chế thân thể thành tạo hóa tiên khí, có thể thôn vệ những vật này cung cấp cho thân thể hay không? Thân thể của hắn đi vào trong cung điện chứa bảo vật nghiên cứu cả buổi, phát hiện sự thật không dễ dàng như suy nghĩ của hắn. Thân thể của hắn tuy không khác gì tạo hóa tiên khí nhưng bản chất lại không phải tạo hóa tiên khí. Những tài liệu này cũng không thể dung nhập vào thân thể, không thể dung hợp hoàn mỹ cũng không làm thân thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất nếu làm như thế thực lực của hắn sẽ giảm xuống. Lắc đầu bỏ qua những suy nghĩ này, nhất vân lại ngồi xuống tu luyện. Hôm sau, cả tổng bộ khu tu tháp lúc này người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt. Thế giới trên đỉnh tháp có vô số khu tu sư ngồi ngay ngắn ở giữa đài tỷ thí, ánh mắt nóng bỏng mang theo hưng phấn không nhỏ. Hôm nay là thời điểm tuyển chọn tháp chủ, chỉ cần có thể trổ hết tài năng là có thể trở thành tháp chủ khu tu tháp, từ đó nhảy lên làm nhân vật đỉnh phong của thiên địa lục đạo mọi người nói xem lần này ai sẽ trở thành tháp chủ. Hẳn là phí Du A, hắn là cử phẩm ngân vân khu tu sư, lại có thực lực nửa bước tiên quân, tiếng hô lớn nhất. Người đúng là cô lậu quả Vana, ta nghe nói An Kình trưởng lão cũng tìm được một vị khu tu sư, thực lực rất mạnh, dường như không kém gì phí du. Vậy sao? Vậy cũng có trò hay xem, không nên nói trước, có tư cách tham gia tranh cử chỉ có 8 người mà thôi, không có thực lực tuyệt đối, muốn trổ hết tài năng cũng không dễ dàng trên khán đài phi thường náo nhiệt ánh mắt tất cả mọi người nhìn sang sân thi đấu có thể trở thành tân nhiệm tháp chủ tương đương trực tiếp cá chép nhảy long môn một lần hành động trở thành nhân vật đỉnh phong của thiên địa lục đạo nhiếp vân ngươi phải cẩn thận ta nghe nói đám người xích phong suốt đêm gia tăng thực lực cho phí du hắn hiện tại được xưng đệ nhất nhân dưới tiên quân cực khó đối phó đám người quỳnh nhai trưởng lão đi theo sau lưng người trước lo lắng lên tiếng hắn tu luyện tuyệt chiêu tên là đại thiên long trường đại khai đại hợp uy lực phi phàm, đấu với hắn ngàn vạn không thể ngạnh kháng. An kình trưởng lão cũng nói. Tốt. Nhất vân gật đầu, nhấc chân đi lên sân tỉ thí. Hắn cũng lời tìm hiểu khu tu tháp, hắn chỉ cần có tư cách tham gia tỉ thí mà thôi. Đám người an kình trưởng lão đã chuẩn bị tốt, sau khi tu luyện xong cứ đi tham gia là được. Mục tiêu của hắn là vị trí tháp chủ, chỉ cần chấn nhiếp bọn đạo trích không đánh chủ ý liên nguyệt các là được, về phần đối thủ có thực lực thế nào thì hắn không quan tâm thực lực mạnh phải nghiền áp thực lực yếu cũng phải nghiền áp lần này tới đâu phải cao điệu tuyệt đối không lòng dạ đàn bà nhân từ nương tay ngươi chính là người an kình trưởng lão tìm đến giúp đỡ hừ qua một lát tốt nhất đừng gặp qua bằng không ta sẽ làm ngươi chết rất khó coi vừa tới đài tỉ thí một thanh niên sắc mặt ngâm đen đi tới ánh mắt lập lòe mang theo hàn ý cạnh tranh tháp chủ chú ý công bình ngươi có bản lĩnh thì lấy đi chỉ dựa vào miệng lưỡi nói chỉ sợ còn chưa đủ à nhớ phần mặc kệ hắn thản nhiên nói. Ta cũng muốn xem người có bản lĩnh gì, ta là người ưa thích ra tay độc ác, đến lúc đó hy vọng thực lực của người lợi hại, như miệng của người, mà không phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thanh niên mặt đen không ngờ nhiếp vân hội sắc bén như thế, đôi mắt hấp hiếp lại mang theo sát cơ không chút che giấu. Đối với hắn lời nói, nhiếp vân lười trả lời làm gì, duỗi người, xoa xoa lỗ tai, quay người rời đi. Nhìn thấy động tác và biểu lộ của hắn như thế, thanh niên mặt đen suýt tươi giống tức chết, trong mắt mang theo lửa giận giống như bao phủ cả sân tỉ thí. Tâm tính như vậy cũng muốn cạnh tranh vị trí tháp chủ, đúng là buồn cười. Nhìn thấy hành động và động tác như hắn, Nhất Vân lắc đầu. Khu tu tháp là một trong những thế lực đỉnh cấp của Thiên Địa Lục Đạo, muốn trở thành tháp chủ, cho dù thực lực hay tâm tính đều không thể bắt bẻ, người trước mắt chưa thi đấu nhưng tâm tính không ổn định, về sau thành khẳng định có hạn, chưa nói chi lên làm tháp chủ. Người chính là Nhất Vân a, Lục Kiền ta tham gia thi đấu lần này qua một hồi tỉ thí hy vọng điểm tới là dừng ta chỉ tham gia đủ số thực lực kém nhất hắn còn chưa đi được vài bước thanh niên tươi cười đi tới nhìn thấy thanh niên này làm nhất vân cao mày tên lộc kiền trước mắt nhìn cả người lẫn vật vô hại trong mắt mang theo vui vẻ tùy ý thần thái ấm áp trên thực tế hắn lại cho nhất vân cảm giác phi thường nguy hiểm tiên quân cảnh gia hỏa này tuyệt đối là cường giả tiên quân đôi mắt híp lại nhất vân phi thường cảnh giác trước kia chưa từng nghe nói qua lộc kiền trước mặt cũng không hiển sơn lộ thủy tươi cười chân thành nhưng hắn biết rõ người này tuyệt đối còn lợi hại hơn phí du nhiều lắm chỉ ừ. sợ đã sớm là cường giả tiên quân thực lực nửa bước tiên quân trước mắt chỉ là ngụy trang mà thôi cường giả tiên quân ngụy trang nửa bước tiên quân mình cũng có thể nhìn ra chẳng lẽ đám người xích phong trưởng lão nhìn không ra chẳng lẽ chẳng lẽ phí du chỉ là tin tức giả do đám người xích phong trưởng lão thả ra ngoài gia hỏa lộc kiền trước mắt mới thật sự là đòn sát thủ đột nhiên trong lòng nhiếp vân sinh ra suy nghĩ như thế thân là thái thượng trưởng lão khu tu tháp làm sao có thể vừa ý một kẻ mãng phu như phí du thì ra đòn sát thủ chân chính ở nơi này hiện tại ánh mắt tất cả mọi người đều bị phí du hấp dẫn lộc kiền làm hắc mã chủ hết tài năng mới có thể hấp dẫn ánh mắt của kẻ khác còn nữa tất cả mọi người biết rõ phí du là thuộc hạ của đám người xích phong đưa hắn lên làm tháp chủ danh bất chính ngôn bất thuận mà lộc kiên có khả năng giao dịch sau lưng với đám người xích phong nhưng không muốn kẻ khác biết có được thân phận trong sáng hơn càng có thể làm cho đám người an kình tiếp nhận tâm cơ thật sâu nhất vân thở ra một hơi sắc mặt hắn ngưng trọng khó trách khu tu tháp có thể đứng vững thế lực hàng đầu thiên địa lục đạo nhiều năm như vậy mà càng ngày càng cường thịnh nhân vật cao tầng cũng không phải đầu ngốc mà là nhân vật thông minh thành tinh tranh đấu gay gắt làm người ta nói không ra lời may mắn ra hỏa này xông tới làm quen với mình nếu không muốn nghĩ tới điểm này nhanh như thế không dễ dàng cho dù đối phương là cường giả cảnh giới tiên quân nhưng nhiếp vân không lo lắng tiên quân thì như thế nào chọc giận ta thì cứ một kiếm giết là được người tham gia cho đủ số nói như vậy thật không dám nhận nếu như đường đường cường giả tiên quân tới tham gia cho đủ số những người chúng ta cũng không cần phải tham gia rồi nếu đã suy nghĩ cẩn thận chuyện này nhiếp vân chẳng muốn ngụy trang với đối phương hắn trực tiếp lên tiếng cường giả tiên quân người nói ta nói đùa sao trong ánh mắt thanh niên mang theo thần thái lăng lệ ác liệt nhưng lập tức bị hắn che giấu xuống và cười nói có nói đùa hay không trong lòng ngươi hiểu tiên quân cũng không có gì qua một lát đừng làm trò khỉ trước mặt ta bằng không ta sẽ bê ến ngươi thành kẻ thảm nhất ngư khí của nhất vân không lưu tình chút nào hắn cười một tiếng không hề để ý tới người này sau đó quay người đi ra ngoài gia hỏa này tự nhận ngụy trang không tệ nhưng nói đến ngụy trang nhất vân hắn mới được là lão tổ tông chơi thủ đoạn này với hắn đúng là quá non ngươi quả nhiên nghe được hắn nói không lưu tình chút nào làm cho ánh mắt lộc kiền sinh ra lạnh ý sắc mặt lúc đỏ lúc trắng chỉ qua vài giây đã bị hắn áp chế lúc này vẻ mặt tươi cười như trước nhất vân không quan tâm tới hắn quay đầu nhìn về phía năm người còn lại có thể tham gia trận đấu và có tư cách cũng chỉ tám người mà thôi trừ phí du và này lộc kiền thì những kẻ khác không có thế lực gì chỉ là thành viên khu tu sư bình thường bọn họ nhắm mắt dưỡng thần bào chỉ trạng thái. Nhất Vân nhìn một vòng, phát hiện thực lực những người này mạnh không giới Quỳnh Nhai, biết rõ quán quân cuối cùng sẽ rơi vào người phí du, lộc kiền cho nên không cần nghĩ nhiều, cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay là thời gian huy hoàng nhất của khu tu tháp chúng ta, chúng ta sắp thông qua tỉ thí lựa chọn tháp chủ mới. Hiện tại ta cẩn thận nói quy củ. Chỉ chốc lát tất cả mọi người đến đủ, một lão giả bay tới lơ lửng giữa không trung, cất cao giọng nói. Lão giả này cũng như An Kinh, dầu tóc trắng bạc khí chất bất phàm vừa nhìn đã biết là cường xả tiên quân có lẽ chính là xích phong trưởng lão địa vị cao nhất trong bát đại thái thượng trưởng lão khu tu sư chúng ta có mục tiêu chủ yếu là khắc chế tu la đánh chết tu la bởi vậy chỉ có hai yêu cầu thứ nhất trong thời gian quy định ai đánh chết tu la càng nhiều sẽ có thứ tự càng cao thứ hai chính là lên đài tỷ thí ai đạt được thắng lợi cuối cùng sẽ là tháp chủ xích phong trưởng lão cất cao giọng nói đánh chết tu la như vân sững sờ vốn hắn cho rằng cái gọi là tỉ thí trực tiếp đấu võ là được sau đó cứ hạ những đối thủ trên đài là xong xem ra cũng không có đơn giản như vậy ta nói về khảo hạch đầu tiên đánh chết tu la qua một ta và an kình cùng nhiều thái thượng trưởng lão khác sẽ thành lập thông đạo tại sân tỉ thí với thế giới tu la mỗi người dự thi có thời gian 3 ngày giết tu la xa ăn giết tu la cấp bậc càng cao thực lực càng mạnh thì điểm tích lũy càng nhiều người có điểm tích lũy cao nhất sẽ thắng Xích Phong không có ngừng, trực tiếp nói ra e cầu một lần. Đương nhiên thế giới Tu La này không phải khắp nơi đều là Tu La, mà là một di tích chiến trường thượng cổ. Muốn đánh chết Tu La, chẳng những cần kinh nghiệm và trí tuệ. Nếu như ngươi không tìm thấy Tu La, thì không giết được rồi. Di tích chiến trường thượng cổ. Đôi mắt nhiếp vân lóe sáng. Đối với khu tu sư mà nói, đánh chết Tu La, chỉ đạt được điểm tích lũy ra không có chỗ tốt gì. Với hắn mà nói đây là vật đại bổ, nếu như có thể cho hắn đầy đủ Tu La, thực lực của hắn khẳng định gia tăng rất nhiều trong quá trình trận đấu có thể liên hợp nhưng không thể ra tay với đồng bạn xích phong tuyên bố tất cả yêu cầu một lần hai tay của hắn điểm xuống dưới tốt truyền tống trận mở ra ầm ầm nương theo động tác của hắn đám người an kình trưởng lão đồng thời ra tay trong nháy mắt tám đạo quang mang điểm lên đài hào quang sáng người xuất hiện một truyền tống trận cực lớn xuất hiện trước mặt mọi người trên truyền tống trận có màn hình cực lớn trên đó viết tên của mỗi người phía dưới còn có con số. Nhất Vân ngẩng đầu nhìn lên, tám người tham gia đều là không. Đi. Sau khi hiểu rõ quy tắc cũng không có gì phải lưu luyến, lúc này theo sát mọi người bay vào trong tống trận, thân thể tiến vào trong trận pháp, không gian trước mắt biến hóa như nước, lúc mở mắt ra thì cảnh vật đã biến hóa. Bọn họ đã xuất hiện trong hoang vu chi địa, gió lạnh từng hồi, vừa mới đi vào đã làm cho người ta cảm giác phá rẻ sinh cơ. Nơi này chính là cổ chiến trường. Nhìn một vòng, nhất vân phát hiện nơi này sinh cơ tiêu tán bốn phía đều là khí tức suy bại hắn đã hiểu ra vốn cho rằng nơi này có bảo vật gì xem bộ dạng hiện tại là ít có khả năng thiên nhãn mở ra nhìn chung quanh một vòng không gian này vô cùng rộng lớn cho dù là thiên nhãn cũng không nhìn thấy cuối cùng chỉ bằng mắt thường và cảm giác muốn tìm tu la chỉ sợ ba ngày cũng không tìm được một con dù sao tu la cũng không phải người ngu nơi này suy bại như thế muốn sống tại nơi này quá khó khăn làm sao có thể trường kỳ sinh tồn tại đây mù quáng đi tìm chẳng những phí thời gian chỉ sợ khả năng tìm được tu la cũng không lớn không bằng đi theo sau lưng lộc kiền tìm một vòng biết rõ tìm được tu la rất phiền toái suy nghĩ một chút nhiếp vân cũng nhìn ra vấn đề hiện tại hắn đã xem ra vì cái gì đối phương đẩy phí du lên phía trước và thả lộc kiền ở phía sau ở nơi này khó tìm tu la nhất đánh chết tu la biến thành đơn giản hơn không ít trong khi không biết hoàn cảnh mù quáng đi tìm thì thành tích không lý tưởng nếu đi theo người am hiểu hoàn cảnh chung quanh kết quả sẽ hoàn toàn bất đồng như vân có thể nghĩ ra chuyện này những người khác khẳng định cũng nghĩ tới đẩy phí du lên phía trước hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người từ đó cung cấp thuận tiện cho lộc kiền lúc này tất cả mọi người đều theo dõi phí du lộc kiền có thể thuận lợi tìm được tu la và độc chiếm thành quả suy nghĩ này tuy xảo diệu nhưng hắn sớm biết rõ thực lực của lộc kiền cho nên không dễ sử dụng như thế thiên nhãn nhìn chung quanh hắn nhanh chóng tìm được vị trí lộc kiền và đuổi theo Quả nhiên Lục Kiền lúc này tách ra khỏi đám người, hắn chạy vội về một hướng. Chiến trường này nơi nào cũng như nhau, bốn phía đều mang theo khí tức suy bại, tường thành sụp xuống, cây cối chết héo, dòng sông khô quắt cho nên người ta không cách nào phân rõ phương hướng. Như vân vận chuyển truy tung chi khí, thân thể của hắn như dung nhập vào không khí và lặng lẽ theo phía sau, hắn tiến thẳng về phía trước, đi được nửa ngày, đột nhiên đôi mắt sáng ngời, một hồ nước lớn xuất hiện trước mặt. Dường như hồ nước cũng bị khí tức suy bại ảnh hưởng nên mặt nước có chút dơ giấy bẩn thỉu phát ra khí tức tanh hôi chỉ cần nhìn vào đã biết rõ bên trong không tồn tại tính mạng hô và lúc này lộc kiền dừng lại hắn nhìn chung quanh cũng không phát hiện có người đi theo hắn cười lạnh và nói đối với ta các ngươi còn non lắm nói xong thân thể hơi động và nhảy vào trong hồ nước hồ nước dơ bẩn không thôi hắn trực tiếp nhảy vào trong ngay cả nhiếp vân đang theo đuôi cũng sững sờ chẳng lẽ trong đó có tù la nhiếp vân nhìn một vòng phát hiện trong nước đục ngầu không chịu nổi, thậm chí còn có một đám sương mù che chắn ánh mắt của hắn. Dường như sương mù này là phong ấn do người ta tạo ra ngăn cách thế giới này và thế giới trong nước. Đi xuống xem một chút. Hắn cao mày một lúc, thân thể nhiếp vân hơi động và thả người vào trong. Tiến vào trong nước không có gì lạ, bơi trong đó, nhiếp vân vận dụng thiên phú tưởng thủy, nước chung quanh ngoan ngoãn tách ra, như cửu non, hắn có thể mượn thủy thế tiến vào sâu bên trong không nghĩ tới lộc kiền cũng là tưởng thủy sư đôi mắt nhìn chằm chằm vào lộc kiền nhất vân nhìn ra gia hỏa này cũng như mình hắn cũng là tưởng thủy sư ở trong nước có thể thoải mái như cá và không bị ảnh hưởng chút nào theo sát phía sau một hồi bơi chừng ba canh giờ không biết tiến vào trong nước bao sâu lộc kiền dừng lại trước mặt hắn là một sơn cốc hoàn cảnh hơi u ám nhìn không ra bên trong có cái gì nơi này có một ít bụi cỏ nước rậm rạp hồ nước này dơ bẩn không chịu nổi ngay cả cá cũng không có nhưng nơi này có bụi cỏ làm cho nhất vân khó hiểu hô lộc kiển tiến vào bụi cỏ ân cảm giác truy tung chi khí biến mất hắn vừa tiến vào bụi cỏ truy tung đan điền của nhất vân chấn động lúc này hắn không cảm giác được cái gì giống như đối phương đã bị ngăn cách với hắn phía dưới có cổ quái thấy đối phương chỉ tiến lùm cây đã xuất hiện hiệu quả như vậy đôi mắt nhất vân nhìn chằm chằm vào hắn xuyên qua bụi cỏ trước mặt những bụi cỏ này khác với cây cối khác, cây cối đen kịt u ám, lá cây vừa thô vừa to giống như không cần ánh mặt trời, vẫn có thể sinh trường, nhìn rất âm trầm quỷ dị. Nhiếp Vân bơi vào trong bụi cỏ, vừa ý định đi vào trong xem, đột nhiên thân thể thân thể chấn động và dừng lại. Phía dưới bụi cỏ là phong ấn cực lớn. Phong ấn bao phủ toàn bộ mặt đất vào trong, nếu như không phải tự mình đuổi tới, thì hắn không có khả năng phát hiện ra. Cửu Thiên Lưu Tinh Chỉ, phá. Nhiếp Vân liếc mắt nhìn, ngón trỏ ngón giữa điểm về phía trước. Tuy phong ấn cường, đại có thể ngăn cản thánh tiên, vương tiên, thậm chí nửa bước tiên quân, nhưng không có tác dụng lớn với hắn. Ngón tay như lưỡi dao sắc bén, kiểu thiên lưu tinh chỉ điểm xuống. Âm ầm ầm âm. âm thanh xé rách vang lên, phong ấn xuất hiện một cái miệng lớn và nhiếp vân chui vào bên trong. Hô! Thế giới trong phong ấn hoàn toàn khác với bên ngoài, vừa tiến vào trong đó, nhiếp vân cảm thấy linh khí ập tới, tinh thần sảng khoái không nói thành lời không nghĩ tới nơi này có động thiên khác. Nhìn hoàn cảnh trước mặt, nhất vân hơi sững sờ. Thế giới dưới phong ấn hoàn toàn khác với thế giới suy bại bên ngoài, nơi này tràn ngập linh khí sảng khoái. Nơi này vẫn là cổ chiến trường, đủ loại kiến trúc cổ xưa xuất hiện nhưng lại cho người ta cảm giác tiến vào thế giới khác. Quả nhiên nơi này có tung tích tu la hoạt động. Hít sâu, hai hơi, nhất vân cao mày lên tiếng. Nơi này có linh khí sung túc thích hợp sinh tồn, quả nhiên hắn phát hiện ra tung tích của tu la. Lúc này nhìn quanh, hắn nhìn thấy lầu kiền đứng cách phế tích không xa hắn xón ra gión rén tiến lên phía trước đối diện hắn chính là một con tu la thánh tiên cảnh đang nhắm mắt ngủ say dường như không phát hiện ra nguy hiểm tới gần đầu tu la này là của ta người đừng mong cướp nhìn động tác của hắn như phần cười cười thân thể vận chuyển ẩn nấp chi khí nấp vào trong hư không hắn bay thẳng về phía trước trong nháy mắt xuất hiện trước mắt tu la thánh tiên cảnh và duỗi bàn tay về phía trước ầm đầu tu la này lập tức đoạn tuyệt hô hấp thi thể bị hắn thu vào nạp phật đan điền hô nhiếp vân ẩn nấp lần nữa ân vừa rồi có một đầu tu la tại sao biến mất rồi vừa làm xong những chuyện này lộc kiền đi tới nhưng không phát hiện cái gì hắn khó hiểu nhìn quanh trong cảm ứng của hắn nơi này có một con tu la thánh tiên cành nhưng bây giờ đột ngột không thấy hắn có chút không dám tin tưởng vào mắt của mình ngón tay điểm nhẹ về phía trước một đồ vật hình dáng la bàn xuất hiện trong lòng bàn tay tiên lực bắt đầu khởi động lúc này cây kim trên đó chỉ về một hướng. Bên kia còn có một đầu. Nhìn phương hướng mũi kim chỉ, lầu kiển bay thẳng về phía đó. Thứ này có thể phát hiện tu la, bảo bối tốt. Nhìn tất cả vào trong mắt, biết được đồ vật có hình dáng la bàn là thứ có thể phát hiện tu la, nhiếp vân vô cùng hiếu kỳ. Hắn chưa từng gặp qua thứ này. Hắn nhìn qua đã biết rõ cấp bậc không thấp, mặc dù không phải tạo hóa tiên khí nhưng không kém bao nhiêu. Theo sát hướng lầu kiền tiến lên, vừa bắt ở u không nhìn thấy cái gì, nhưng qua một hồi quả nhiên phát hiện một đầu tu la giấu sâu trong phế tích. Đầu tu la này cường đại hơn con vừa rồi không ít, nó có thực lực nửa bước tiên quân. Tu la trời sinh huyết mạch mạnh hơn nhân loại, tu la nửa bước tiên quân tuyệt đối có sức chiến đấu ngang với tiên quân nhân loại. Dường như Lộc Kiền cũng phát hiện tình huống này, hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên phía trước sợ đánh rắn động cỏ, dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Thực lực của hắn tuy mạnh, thiên phú cũng cao, nhưng tối đa chỉ tương đương với con tu la này, mà thôi muốn nghiền áp đánh chết nó chỉ sợ còn làm không được, chỉ có thể xuất kỳ bất ý. Thật xấu hổ, đầu tu la này ta cũng muốn. So sánh ra nhiếp vân căn bản không quan tâm, thân thể khẽ động, lúc này hắn xuất hiện phía sau tu la. Người nào? Đầu tu la này cảnh giác hơn con trước, cảm nhận được sát ý liền giật mình tỉnh lại, hắn còn chưa nói xong đã nhìn thấy một nắm đấm nện vào đầu. Bành! Đầu nổ thành bụi phấn nên khí tức đoạn tuyệt. Hô! tinh thần khẽ động thu thi thể tu la và đan điền hắn lại ẩn nấp lần nữa cái gì lộc kiền một đường cẩn thận từng ly từng tí đi tới vị trí của tu la nhìn thấy xảo huyệt trước mắt không có gì liền sụp đổ vừa rồi hắn cảm nhận được nơi này có tu la tại sao mới qua một lúc không có cái gì xa hỏa này trốn quá nhanh đến lúc này hắn còn không nghĩ có người đi theo sau lưng hắn lặng lẽ đánh chết đầu tu la kia và la ra gì không thể ngờ tới cũng không phải do hắn vụng về mà là vì đầu tu la kia có được sức chiến đấu tiên quân cho dù hắn đánh chết cũng cần thủ đoạn to lớn căn bản không thể ngờ có kẻ lặng lẽ đánh chết không gây ra tiếng động hơn nữa không lưu lại bất cứ dấu vết gì phía trước khẳng định còn có tu la lúc này lấy pháp bảo la bàn ra dò xét một phen sau khi nhắm chuẩn phương hướng lộc kiền bay qua hắc hắc quả nhiên đi theo hắn có ăn lộc kiền ngươi đúng là người tốt nhìn hắn lần này tiếp tục đi tìm tu la như vân hương phấn cười ha ha nếu như không phải đi theo sau lương gia hỏa này, cho dù hắn có được thiên phú thiên nhãn cũng không có khả năng nhanh chóng tìm được nơi tu la cư trú, xem ra đúng là chọn đúng người. Lặng lẽ đi cùng, sau khi đi tìm được Tu La, hắn liền lặng lẽ gạt bỏ, phối hợp phi thường hoàn mỹ. Trên đài tỷ thí to lớn của tổng bộ khu tu tháp, màn hình cực lớn ghi chép tên của người dự thi, phía dưới của mỗi tên là điểm tích lũy, cho thấy số lượng đánh chết Tu La. Đánh chết một đầu Tu La kim tiên cảnh là một điểm một đầu thánh tiên cảnh 10 điểm, một đầu vương tiên cảnh 100 điểm, nửa bước tiên quân cảnh 1 ngàn điểm, nhìn con số phía trước, phí du có 200 điểm. 200 điểm là đánh chết hai đầu tu la vương tiên cảnh, tốc độ rất nhanh à. Đó là tự nhiên, hắn lần này là người đề cử có được tiếng hô cao nhất. Nhìn kia, những người khác cũng có thành tích, người kia là mạnh hiếu, hắn cũng có 100 điểm. Ân, còn có người không tìm được tu la nào cả, người nhìn lộc kiền và nhất vân chưa có điểm nào mọi người màn sáng trước mặt và chỉ trỏ. Trên màn sáng biểu thị số lượng chém giết tu la, điểm càng cao săn giết càng nhiều, càng có cơ hội trở thành quán quân, có cơ hội đoạt được vị trí tháp chủ. Lộc Kiền và Nhất Vân vừa tiến vào không gian đã tốn hà một ngày đi đường, từ đó điểm số rớt lại so với kẻ khác. An Kình Thái Thượng trưởng Lão, ngươi xem lần tỉ thí này ai đạt được quán quân. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Xích Phong trưởng Lão ngồi trên đài cao đột nhiên quay đầu nhìn về phía An Kình và cười hỏi. Tuy hắn đang nói, nhưng trên mặt mang theo hương phấn không che giấu được giống như quán quân lần này không phải người khác, không ai có thể hơn. Từ trong tới ngoài hắn mang theo cảm giác ưu việt không ai có thể sánh bằng. Việc này khó mà nói. Trận đầu khỏa hạch chỉ có thực lực vô dụng, còn cần phải phán đoán Tu La có năng lực tìm kiếm Tu La. sắc mặt An Kình trưởng lão khó coi, hắn cũng không lo lắng thực lực của Nhất Vân, mà là lo lắng hắn còn trẻ tuổi, hắn tiếp xúc và hiểu Tu La không nhiều, nên không tìm thấy. Không riêng hắn từ dương trưởng lão nhìn thấy tình cảnh trên bảng cũng lo lắng. Tuy thực lực nhất phân cường đại, nhưng tuổi quá nhỏ, tu la của chiến trường lại phi thường gian hoạt, biết ẩn giấu, cho dù có thiên phú thiên nhãn cũng không tìm được, chỉ sợ thành tích này không quá lý tưởng. Xem bộ dạng xích phong trưởng lão có lẽ đã tính trước, cho dù thực lực phí du mạnh, nhưng năng lực dò xét tu la cũng không mạnh. Quỳnh nghe trưởng lão nghi hoặc. Xích phong trưởng lão có một kiện tu la thần khí, gọi là tu la truy hồn bàn, mặc dù che giấu sâu hơn nhưng thông qua khí tức linh hồn vẫn có thể tìm được hiện tại ta lo lắng hắn giao thứ này cho phí du nghĩ muốn vượt qua như vậy là ít có khả năng an kình trưởng lão thở dài tu la truy hồn bàn hắn đang ăn gian quỳnh nhai tức giận đến cắn răng ăn gian cũng không có biện pháp nào tỉ thí cũng không quy định không cho phép mượn pháp bảo an kình trưởng lão lắc đầu nhưng mà như vậy chẳng phải nhiếp vân phải thua không thể nghi ngờ sắc mặt quỳnh nhai khó coi ta cũng không có ý định cho rằng hắn đạt giải quán quân, chỉ cần thứ tự không thua kém người khác là được, tỷ thí đạt được quán quân vẫn có cơ hội làm tháp chủ. An kình trưởng lão nói đến đây trên mặt tràn đầy lo lắng, dường như chính hắn cũng không dám xác định. So với tình cảnh thê thảm của bọn họ, bên phía xích phong đang vui tươi hớn hở. Xích phong thái thượng trưởng lão, xem ra biện pháp của người rất tốt, phí du, lầu kiền hai bút cùng vẽ, quán quân nhất định sẽ nằm trong tay chúng ta một thái thượng trưởng lão vuốt vuốt tròm dâu cười nói nếu như nhất vân trở về từ thế giới hàn băng muộn một chút nhất định có thể nhận ra trưởng lão này chính là người tiến vào trong đó tìm kiếm hàn băng kiếm nhưng vô công lại là một thái thượng trưởng lão của khu tu tháp lên tiếng du nghệ thái thượng trưởng lão nói đúng hiện tại phí du thành tích cao nhất lục kiền trước mắt không có thành tích nhưng nhất định còn chưa phát huy một khi bộc phát quán quân là chuyện ván đã đóng thuyền lại một trưởng lão nói chen vào Trưởng lão muốn đạt được hàn băng kiếm tên gọi là Du Nghệ. Đám người an kình trưởng lão tìm ra người kia, không biết ở nơi nào, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, xem ra không được tốt lắm, về sau khu tù tháp, sẽ là thiên hạ của chúng ta. Bên phía xích phong thái thượng trưởng lão, lại có một trưởng lão lên tiếng. Người nọ tên là Nhiếp Vân đúng không, chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, đến bây giờ chưa có điểm nào, nói rõ căn bản không tìm thấy tu la, loại người này không có thực lực gì đặc biệt. Xích phong thái thượng trưởng lão vung tay lên. Mau nhìn, con số đã biến hóa. Lại có người thành công đánh chết Tu La. Mọi người xôn xao. Hắn vừa dứt lời con số trên màn hình thay đổi liên tục, hào quang tỏa sáng bao phủ cả bình đài, lúc này lấn át những người khác. Đây là phản ứng khi có người đạt được một ngàn điểm, xem ra Lộc Kiền thành công đánh chết một đầu Tu La nửa bước tiên quân. Việc này gọi là đột nhiên nổi tiếng, xích phong thái thượng trưởng lão bố trí quân cờ này thật sự quá tốt đám người du nghệ trưởng lão cười ha ha tiếng cười còn chưa dứt ánh sáng trên màn hình biến mất tên và thành tích của người vừa rồi xuất hiện à nhìn rõ ràng cái tên đứng đầu bảng đám người xích phong im lặng đôi mắt như rơi xuống đất chỉ thấy trên màn hình có dòng chữ nhất vân 1820 điểm lộc kiền mà bọn họ kỳ vọng vẫn nằm ở dưới cùng chưa có điểm nào không nhất định là lầm đám người du nghệ trưởng lão kêu lớn khó mà tin nổi Bọn họ cảm thấy không tin nổi, những cường giả khu tu tháp tới xem náo nhiệt cũng trợn mắt há hốc mồm. Nhất Vân này là người nào, vốn không có điểm nào, một khi động thủ đã xuất hiện thành tích làm người ta sợ hãi thán phục. Không biết bên ngoài vì thành tích của hắn sinh ra hỗn loạn không nhỏ, lúc này Nhất Vân đang nhàn nhã theo sau lưng Lục Kiền Tư Diệt Tu La. Mỗi khi đối phương tìm kiếm một đầu Tu La, thì hắn đánh chết một đầu, trong nháy mắt đã giết hơn 10 đầu. Những Tu La này có thực lực cao thấp không đều, nhưng che giấu ở địa phương thập phần ẩn nấp bằng vào thực lực của hắn muốn tìm chỉ sợ tìm được ba bốn đầu mà thôi còn đi theo đối phương có thể tìm hơn mười đầu có la bàn trong tay đúng là đồ tốt là ai đi theo đằng sau ta phụng trộm đánh chết tu la ta tìm được nhanh đi ra bằng không ta không khách khí rốt cuộc lộc kiền ý thức được không đúng hắn biết rõ công hiệu của tu la truy hồn bàn nhưng mỗi lần tìm được tu la ẩn thân chỗ còn chưa kịp công kích đối phương đã mất đi tung tích một hai lần cũng bỏ đi liên tục hơn 10 lần đều là như thế cho dù hắn có ngốc cũng biết chắc có người theo dõi đi ra nếu đi ra mới là ngốc thật nghe đối phương uy hiếp nhiếp phân mặc kệ không quan tâm hắn vận chuyển thiên phú ẩn nấp sư địa hành sư theo sau không xa vẻ mặt nhàn nhã có người đi trước tìm tu la thay hắn chẳng những hiệu suất cao còn có thể giảm bớt không ít phiền toái hắn có ngu mới đi ra ngoài rầm 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 tìm kiếm cả buổi lục kiên không tìm thấy cái gì hắn nổi giận cho nên vận dụng lực lượng đánh thẳng vào di tích kiến trúc phạm vi vài trăm dặm bị phá hủy nhưng không phát hiện ra bóng dáng kẻ nào hắn tức giận sắp thổ huyết cũng không có biện pháp gì Vèo trong tiếng nổ mạnh thân ảnh lầu kiền biến mất trong nháy mắt tốc độ của hắn cực nhanh không tới nửa giây đã biến mất không thấy tung tích đâu cả sau khi hắn rời đi nhiếp vân cũng không sốt ruột đuổi theo hắn vẫn lặng lẽ trở tại chỗ không nhúc nhích hắn còn áp chế khí tức bản thân thấp hơn không biết qua bao lâu trong hư không xuất hiện một bóng người chính là lộc kiền vừa mới đi xa thì ra vừa rồi rời đi chỉ là biểu hiện giả dối mục đích là tìm ra kẻ theo sau hái trái cây của hắn chẳng lẽ không có người là những tu la kia tự mình rời đi quan sát không phát hiện người nào ở đây lộc kiền lắc đầu bỏ đi nhanh lên tìm kiếm đồ vật kia bằng không thời gian không kịp hắn hử nhẹ một tiếng quay người rời đi lúc này hắn bay đi xa Như vân chui ra khỏi mặt đất có được thiên phú truy tung và thiên phú thiên nhãn đối phương một chút thủ đoạn căn bản không lừa được hắn vừa rồi lục kiền làm biểu hiện giả dối lần này hắn giờ đi thật sa hỏa này hao tổn tâm cơ tới nơi này khẳng định có mục đích đi qua xem lục kiền tốn hao thời gian nhiều như thế chạy tới nơi này khẳng định không chỉ vì đánh chết tu la đơn giản như vậy dù sao đã đánh chết không ít tu la vừa vặn cùng đi xem khẽ cười một tiếng nhiếp vân căn cứ cảm ứng liền bay theo sau phi hành gần nửa ngày lúc này một sơn mạch cổ quái xuất hiện trước mặt ngọn núi không lớn phía trên có dòng sông lưu động làm cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là dòng sông không chảy về xuôi nó đang chậm rãi chảy lên cao không gian này giống như trong cửu long kéo liễm có người dùng trận pháp cải biến quy tắc thời không nhất vân âm thầm cảnh giác cường giả tiên quân bằng vào lĩnh ngộ quy tắc thời không đã có thể cải biến bộ phận quy tắc thời không thật giống như hiện ở loại tình huống này bằng vào trận pháp hoàn toàn có thể hoàn thành nhưng người bày trận ít nhất phải có cấp bậc tiên quân cho dù hắn hiện tại cũng không làm được cải biến pháp tắc không gian phức tạp không nói còn cần năng lượng duy trì nơi này từ đầu đến cuối không có cải biến qua nói rõ nơi này có một vị cường giả tiên quân cường đại tiên quân bình thường cũng bỏ đi nếu tu la tiên quân nhiếp vân không có biện pháp đối kháng ầm ầm lúc nội tâm nhiếp vân có phỏng đoán đột nhiên sâu trong ngọn núi có tiếng nổ vang một viên cầu bốn màu xuất hiện và chậm rãi bay ra viên cầu lớn như lòng bàn tay nó xuất hiện trên không trung làm linh khí chung quanh tràn tới hào quang của nó càng lúc càng sáng đây là yêu thú tinh hạch ánh mắt nhiếp vân dùng mình viên cầu cũng không xa lạ gì nó là yêu thú tinh hạch chúng tập trung cảm ngộ thiên địa tinh hoa vào trong tinh hạch dùng nó thành tựu đại đạo từ uy lực của tinh hạch trước mặt chỉ sợ con yêu thú trong sơn cốc là cường giả tiên quân cúi đầu nhìn xuống quả nhiên nhìn thấy khí lưu của tinh hạch kết nối với không gian một con cự thú như con vượn nằm trong lùm cây khuôn mặt dữ tợn nó thổ nạp mang theo khí lưu tanh hôi đây là hỗn độn thần thú nhất vân đã giật mình Gia hỏa trơ mặt có khí tức hùng hậu nhất cử nhất động giống như mang theo lực lượng hủy diệt thiên địa cùng khí thế đáng sợ vừa nhìn đã biết nó giống như đại giả lúc trước là một đầu siêu cấp thần thú ra đời trong hỗn độn loại gia hỏa này làm người ta nhức đầu lực lượng càng kinh người có thể nói vượt qua tiên quân đây là si view thần thú của khu tu tháp năm đó bắt đầu tinh quân bắt nó chấn áp số mệnh của khu tu tháp thực lực rất mạnh trong đầu có âm thanh tiểu long vang lên thực lực tiểu long tăng cường tuy nó vẫn ở trong bắc đầu tinh cung nhưng vẫn có thể nhìn rõ mọi việc xảy ra ở bên ngoài nhìn thấy đại gia hỏa này liền nhận ra si view thần thú không sai năm đó khu tu tháp vừa thành lập tu la tung hoành thiên địa lục đạo còn chưa triệt để thành hình Khu tu tháp chỉ bằng vào một mình bắt đấu tinh quân căn bản không thể chấn thủ vì vậy vào sâu trong hỗn độn bắt lấy si vưu thần thú đầu thần thú này có thể thôn phệ tu la rèn luyện tinh hạch thực lực rất mạnh trước kia không nhìn thấy nó ở trong khu tu tháp còn tưởng nó đã chết không nghĩ tới nó nấp ở nơi này tiểu long khôi phục không ít trí nhớ những thượng cổ bí văn như vậy đối với người khác mà nói rất khó biết rõ hắn lại rõ như lòng bàn tay đầu si vưu thần thú này có thể xem như bắt đầu tinh quân đều là lão tổ của khu tu tháp nó có công lao trợ giúp khu tu tháp và thành lập thiên địa lục đạo nếu như người có thể bắt lấy nó thu phục nó thành yêu sủng của mình vị trí tháp chủ của người không thành vấn đề ánh mắt tiểu long lóe sáng thu phục nó thành yêu sủng của ta thực lực gia hỏa này rất mạnh bằng vật lực chiến đấu của ta hiện tại còn không được nhất vân lắc đầu có thể thu phục siêu cấp cường giả như vậy làm yêu sủng là tốt nhất nhưng hắn cũng biết thực lực bây giờ còn thiếu rất nhiều Đối với hỗn độn thần thú cường đại như thế hắn còn không có lực thu phục, vạn nhất không thu được còn bị người ta giết thì có khóc cũng không khóc được. Bằng vào thực lực của ngươi hiện tại đúng là không thể thu phục được, nếu như tăng thêm ta nữa thì không nhất định." Tiểu Long lên tiếng. "Tăng thêm ngươi, thu phục nó thành yêu sủng phải đánh nó phục, tối kỵ ngoại lực trợ giúp, nếu như người lao tới, chỉ sợ sẽ xuất hiện hiệu quả ngược lại. Thu phục yêu sủng phải đánh bại đối phương, phải làm nội tâm đối phương bị thuyết phục mới được." Tiểu Long thực sự có thể đánh bại nó, nhưng không thể thu phục, cho nên chỉ tăng thêm phiền toái khi thu phục yêu sùng. Yên tâm đi, ta không lộ diện. Lão đại ngươi có được tiên thiên long thân, ta có thể mang huyết mạch của mình gia trì lên người của người, từ đó trợ giúp ngươi có được thực lực của ta trong thời gian nờ Trước thu phục nó lại nói sao? Tiểu Long cười hắc hắc. Gia trì huyết mạch lên người ta. nhiếp Vân sững sờ. Còn có thể làm như vậy? Tại sao trước kia chưa nghe qua? đây là bí pháp ngũ trảo long tộc ta sau khi thực lực tấn cấp tiên quân mới biết rõ yên tâm đi chẳng những không có tác dụng phụ còn có lợi tiên thiên long thân của ngươi chỉ mới ở giai đoạn ban đầu nếu dùng huyết mạch của ta ra chỉ hoàn toàn có thể tấn chức cao cấp thực lực cũng tiến bộ tuy nói tới điểm này tiểu long lại do dự tuy cái gì làm như vậy chúng ta phải hoàn toàn tin tưởng đối phương mới được bởi vì loại tình huống này ngươi có thể thông qua huyết mạch của ta đoạt xá linh hồn ta cũng có thể thông qua huyết mạch của ngươi đoạt xá, xem như cách làm tương đối nguy hiểm. Tiểu Long nói, ta còn tưởng rằng cái gì, đến đây đi. Nhất Vân cười ha ha, hắn tin tưởng Tiểu Long vô điều kiện. Hai người còn nhau trải qua nhiều hoạn nạn như thế, nếu như nói không có tín nhiệm tối thiểu chín là chê cười. Lão đại, ánh mắt Tiểu Long đầy phức tạp. Tất cả không cần nói nhiều, chỉ cần loại tín nhiệm này đã làm thượng cổ dị trùng như thế cảm thấy ấm áp từ sâu trong nội tâm. Si lão tổ, ta là khu tu tháp Lộc Kiền, lần này tới đây phụng lệnh xích phong thái thượng trưởng lão muốn mượn tiền bối một cái Si linh phủ. Thời điểm một người một rồng thương nghị với nhau, đột nhiên trước khi đi vào Lộc Kiền sáng sủa kêu đi ra. Nương theo tiếng la của hắn, la bàn biến lớn lộ ra một tia khí tức của xích phong thái thượng trưởng lão. Khí tức này vừa xuất hiện đã cho thấy thân phận của hắn, Lộc Kiền thu hồi la bàn, lặng lặng đứng đó với thái độ cung kính. Si Linh Phù dùng tinh huyết của ta bê hến thành đại biểu uy nghiêm của ta. Không phải khẩn yếu quan đầu không dễ dàng vận dụng. Xích Phong muốn thứ này làm cái gì? Tinh hạch bay vào trong miệng Si Vưu thần thú. Thần thú phía dưới đứng lên, nương theo động tác của nó làm đại điện nổ vang, bầu trời nghiền nát. Cả tiểu thế giới đều lắc lư. Không hổ là hỗn độn thần thú, còn chưa chiến đấu, chỉ động tác của nó đã làm không gian chung quanh biến đổi. Tu La Vương lại hiện thế lần nữa, khu tu tháp lâm vào nguy hiểm tám đại thái thượng trưởng lão liên hợp thương nghị đề cử tháp chủ mới thống lĩnh toàn cục và chiến đấu với tu la ý của sích phong thái thượng trưởng lão là muốn tân nhiệm tháp chủ khống chế linh phủ có được lực lượng uy hiếp quần hùng thái độ của lộc kiền cung kính không dám vượt qua tu la vương phục sinh si view thần thú sững sờ một lúc ánh mắt của nó mang theo hoảng sợ xem ra danh khí của tu la vương to lớn mặc dù hỗn độn thần thú cũng cảm thấy khủng hoảng vâng Lộc Kiền gật đầu. Thì ra là thế. Ta đây tự cho ngươi một đạo si vưu linh phủ. Một khi khu tu tháp xuất hiện nguy hiểm, lập tức thúc giục linh phủ, ta sẽ trực tiếp xuất hiện. Si vưu thần thú hừ một tiếng, cực lớn móng vuốt về phía trước một tiễn đưa, một ẩn chứa lớn lao uy áp, phủ lục chậm rãi bay tới. Ta tạ si vưu lão tổ. Đôi mắt lục Kiền lóe sáng. Hảo tâm cơ. Nhất vân hừ lạnh. Thông qua tiểu long giới thiệu, hắn đã biết rõ địa vị của si vưu thần thú trong khu tu tháp mà si vưu linh phủ lại đại biểu nó chỉ cần đạt được một tấm linh phủ chẳng khác nào đạt được nó tán thành cho dù các thái thượng trưởng lão khác có ý kiến cũng không tiện phản bác người ta đã đạt được lão tổ tán thành người còn phản bác thế nào được rồi người đi đi không nên quấy giày ta nghỉ ngơi sao linh phủ cho lộc kiền si vưu thần thú khoát khoát tay nói ra vâng lão tổ vãn bối còn có một việc thỉnh cầu sau khi cầm linh phủ trong tay lộc kiền hưng phấn đôi mắt tỏa sáng vừa muốn rời đi lại nghĩ tới cái gì đó và không người nói. Ân, nói. viu thần thú phát ra giọng mũi. Ta phụng mệnh tới đây tìm kiếm lão tổ, đáng tiếc bởi vì thực lực quá thấp bị người ta theo dõi không cách nào thoát khỏi, hy vọng lão tổ làm chủ thay ta đánh chết hắn. Lộc Kiền vội hỏi. Gia hỏa này. Vẻ mặt nhiếp vân cổ quái. Gia hỏa này đủ gian xào, xem ra rất nhiều hành động lúc trước không thể tiêu trừ nghi ngờ của hắn, hiện tại muốn mượn tay viu thần thú tìm ra mình có người theo dõi ngươi. Siêu thần thú nói giọng mũi lần nữa, đôi mắt của nó nhìn bốn phía. Lúc này Nhất Vân cảm thấy toàn thân căng cứng, quần áo như ép sát vào người, thân ảnh đang che giấu của hắn không phải bí mật trong mắt đối phương. Không gian nơi này đã sớm bị nó khống chế, hơn nữa thực lực của nó rất mạch, khí tức ẩn nấp không thể giấu được nhưng... Siêu thần thú ở nơi này không biết bao nhiêu năm nó sớm quen thuộc không gian chung quanh, tuy ẩn nấp chỉ khí che giấu ánh mắt, nhưng cũng không phải làm bản thân biến mất thật sự, không gian vẫn sinh ra chấn động nhỏ, cho nên nó nhìn là phát hiện ra ngay. Người đi trước đi, ta sẽ xử lý giúp ngươi. Phát hiện nhiếp vân, si vưu thần thú nói một câu. Đà tạ lão tổ. Lộc kiền liếc mắt nhìn, hắn nhận ra nhiếp vân theo ở phía sau liền cười lạnh và nói. Lão tổ, người này là tu la biến hóa, am hiểu quỷ biện, ngươi ngàn vạn không thể tin tưởng hắn, phải trực tiếp giết chết, bằng không một khi hắn quay về nhất định sẽ mang tai nạn tới cho khu tu tháp. Lộc Kiền vừa nói do liền bay ra sao, trong chớp mắt đã bay xa. Lại còn đùa nghịch tâm cơ. Thấy Lộc Kiền trước khi đi còn đùa nghịch tâm cơ, sợ mình cho thấy thân phận si vưu thần thú không động thù lần nữa, cho nên muốn ép hắn phải chết. Đúng là không biết xấu hổ tới cực điểm. Với hắn mà nói đùa nghịch tâm cơ như thế cũng vô dụng, vượt rồi Tiểu Long đã hoàn thành bí pháp, hiện tại trên ý trên người của hắn đậm đặc, mặc kệ si vưu thần thú này, có thái độ cũng phải đánh bại đối phương, và thu phục cho nên hắn không quan tâm thái độ của đối phương. Tu la, dám đến nơi này thì đừng đi. Nghe được Lộc Kiền nói thế, si vưu thần thú cũng tin tưởng, nó nói chuyện vừa thô vừa to, âm thanh phá không làm cả ngọn núi run rẩy. Ta cũng không có ý định đi, si vưu, thương lượng với ngươi một chuyện, làm yêu sủng của ta đi. Nhất Vân cười khẽ. Lộc Kiền còn chưa đi xa đã nghe nói như thế, hắn sợ tới mức lảo đảo suýt rơi xuống đất. Yêu sủng, khốn nạn, dám nói như thế với si vưu lão tổ, đầu óc của người có bệnh sao